chirang rakkantu sasanang rakkantu nogaru rakkantu nyatayo rakkantu banino rakkantu no sada. Nguyện công đức tu trì hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp, nhiều oai tinh thần lực ngự khắp cả trần hoàn hư không giới thiên giới. Xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện rồi hộ trì vận pháp mãi soi sáng nhân thiên, quân đồ hưởng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp. Mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, thiểu bình dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa ca mê vun nhang a sa hoa ca gia hoa an hô tu a na ga te ca đi. Người vua sao mà chúng con đã trong xa làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý đạo hữu. Dạ, hôm nay đây là chương trình Phật pháp Đắc Tham Má trên Ban Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ. PM tối Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Dạ, con Phong Lan xin được thành kính đảnh lễ chư tôn đức, thưa chào quý đạo hữu. Mở đầu chương trình con xin được kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh lễ bái Tam Bảo. Dạ, con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Tha Ya. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tâm Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con xin thượng tọa Minh Hạnh đã làm bạn và bài học hôm nay ngày thứ năm 13 tháng 8 năm 2020, lớp Phật pháp Buddha Dhamma giáo trình pháp Abhidhamma biên soạn tỳ kheo Giác Đẳng bài 16 tâm tham dẫn nhập tỳ kheo Tuệ Siêu, giảng sư tỳ kheo Giác Đẳng thảo luận tỳ kheo Giác Đẳng trực tiếp điều họp. Và tiếp theo chương trình
Con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ, con kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu. Con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay ạ. À. Con kính thỉnh sư ạ. À. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, tâm quý vị. Nam mô Bụt Thầy, kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ chúng tinh văn đệ tử Phật. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về môn thắng pháp Avatamma ngày thứ năm. Và bài học hôm nay là giảng về tâm tham, một trong ba loại tâm bất thiện. Tâm tham nói pháp thì ở đây đề cập đến những cái những cái cốt lõi, những cái yếu tố, những cái đặc tính của tâm tham. Ở nơi khác thì tâm tham được nói đến nhiều khía cạnh. Thí dụ như ở trong tam pháp cũng có nói đến dục lậu, hữu lậu, hay là dục ái, sắc ái, phù sắc ái, hoặc là ái thân phược, hay là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ. Vâng. Nó cũng ví như là khi mà lên bàn ăn thì chúng ta nói tên từng món ăn được dọn lên, nhưng khi vào trong bếp thì cái món ăn đó làm từ những nguyên liệu nào và cái phương pháp, cái cách thức để dùng các nguyên liệu mà nấu thành cái món ăn tên vị, canh, món canh hay món xào, thì ở đây quý vị, cái điểm đặc biệt của thắng pháp là nấu đến những nguyên liệu
để tạo nên cái gọi là tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si. Cho nên khi mà một người học thắng pháp, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Vì chúng ta thông thường, chúng ta hiểu tham nghĩa thưởng thức và hiểu một cách thờ ơ, chúng ta chưa biết được cái đặc tính của tham như thế nào, khía cạnh của tâm tham như thế nào. Thí dụ như khía cạnh về cảm thọ thì có thọ hỷ, thọ xả. Khía cạnh về tương ưng thì có tương ưng tà kiến và bất tương tà kiến. Cái khía cạnh động cơ để làm cho phát sinh tâm tham thì có vô trợ và hữu trợ. Cho nên khi mà đề cập đến khía cạnh vedana của tâm tham, là cảm thọ của tâm tham, hay khía cạnh vajuta, tức là tương ưng của tâm tham, hay là khía cạnh sankharika, tức là động lực trở sanh, thì chúng ta phải hiểu về cảm thọ thì có somanassa sahagatan tọa hỷ, upekkha sahagatan là thọ xả. Mà ở trong bài thì gọi với đẳng gọi thọ hỷ của tâm tham đó là phấn khích, và thọ xả của tâm tham thì được gọi là bình đạm. Rồi nói về tương ưng thì có điếm thí kịch tác sâm vô tăng là tương ưng tà kiến, điếm thí kịch tác huyết vô tăng là bất tương tà kiến, hay gọi tắt là hợp tà ly tà. Asankharikam là vô trợ, là không có sự trợ giúp, mà nó phát sinh một cách ngẫu nhiên, một cách nhanh chóng. Và sasankharika là hữu trợ, là có một cái sự tác động từ ở bên ngoài hoặc là bên trong mới khởi lên tâm tham, vân vân. Thì đề cập đến những cái khía cạnh này, những cái đặc tính này, thì khiến cho người học thắng pháp sẽ cảm thấy rất là xa lạ với cái thuật ngữ, cái từ ngữ Phật học mà gọi là tâm tham. Chúng ta hiểu theo cách thưởng thức là chúng ta hiểu một cách thờ ơ. Cho nên khi mà chúng ta học thắng pháp thì từ chỗ đó chúng ta sẽ hiểu được tất cả những cái trạng thái nào mà ở trong kinh tạng gọi là có liên hệ đến lòng tham. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Nhất Đẳng giảng giải về giáo trình thắng pháp với cái đề tài là tâm tham. Hôm nay chỉ học về tâm tham thôi. Và bây giờ thì trước hết xin mời Phật tử MC đọc cho bài học, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng thuyết giảng. Nam Mô Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, sau đây thì con xin đọc chánh văn. Dạ, cảm ơn Sĩ Khoa Nguyệt. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn, bài 17 tâm tham sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Bài 17 tâm tham. Tâm tham lo phát chitta
Trong Phật học, đặc biệt là trong Thắng Pháp, Abhidhamma là một thuật ngữ thường được hiểu tương đối hời hợt. Trong đời sống bình nhật, chữ tham chỉ cho sự ham muốn quá đáng, quá độ. Thí dụ, người ta cho mình một nhưng vì quá muốn nên tìm cách xin thêm. Trong Phật học, đó chỉ là một biểu tỏ thô tháo, ham muốn chừng mực cũng là tham. Một ý niệm dính mắc cái gì đó cũng là tham. Sự tự hào cũng nằm trong tâm tham. Sự chấp giữ tư kiến sai lạc cũng nằm trong tâm tham. Ngược lại, có những khía cạnh người đời nghĩ là tham ái nhưng lại không nằm trong tâm tham. Nhận biết cái đẹp qua ngũ quan không phải là tham. Khi Đức Phật nghe Càng Thác Bà Panchasikha đàn hát, Ngài dạy rằng: Này Panchasikha, huyền âm của ngươi khéo hòa điệu với giọng ca của ngươi, và giọng ca của ngươi khéo hòa điệu với huyền âm của ngươi. Này Panchasikha, do vậy huyền âm của ngươi không thêm màu sắc cho giọng ca, hay giọng ca của ngươi không thêm màu sắc cho huyền âm của ngươi. Lời dạy của Đức Phật thuần túy dựa trên sự thẩm âm, nhưng không có dính mắc trong dính mắc của tâm tham. Cảm giác hân hoan đối với cảnh theo thắng pháp đơn thuần là thọ hỷ, không hẳn chỉ có trong tâm tham mà còn có trong tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, vân vân. Một điểm tế nhị khác là chữ mạng. Trong tâm tham có nghĩa là sự so sánh giữa bản thân và người khác, dù là cao hơn, ngang bằng hoặc thấp hơn, là một thuộc tánh bất thiện trong tâm tham. Nhưng khi một người có lập tâm chỉ thân cận với người bằng mình hoặc hơn mình trên trình độ tu dưỡng thì không gọi là mạng mà là một thứ tâm thiện. Ba yếu tố tạo nên nhiều thứ tâm tham. Thắng Pháp Abhidhamma dạy có 8 thứ tâm tham tạo nên bởi 3 yếu tố: A. Phấn khích hay bình đạm. Thí dụ, lần đầu ăn được món lạ rất ngon với tâm rất vui, thọ hỷ, nhưng sau này được ăn nhiều thì vẫn muốn ăn nhưng tâm bình thản, thọ xả. B. Đi chung với tà kiến hay không đi chung với tà kiến. Thí dụ, một người đánh bắt cá với quan niệm chấp thủ đó là những thứ trời xanh để nuôi con người, nên sự đánh bắt cá là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tà kiến. Còn có người đánh bắt cá đơn thuần vì sinh kế nên không hẳn là đi chung với tà kiến. C. Có tác động hay không có tác động. Có những tâm tham sanh khởi mau chóng hay mạnh mẽ do thói quen hay bản chất cố hữu, đó là thứ tâm tham không có tác động. Trái lại, có những thứ tâm tham sanh khởi do sự rủ rê hay xúi dục thì đó là tâm tham có tác động. Tám thứ tâm tham do ba yếu tố kể trên, tâm tham được chia thành 8 thứ tâm. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, so manasa sahagatang dithigata sampayutang asankharikam, là tâm tham muốn có phấn khích đi chung với tà kiến không cần tác động. 2. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, so manasa sahagatang dithigata sampayutang asankharikam, là tâm tham muốn có phấn kích đi chung với tà kiến sanh do tác động. 3. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, so manasa sahagatang dithigata vipayutang asankharikam, là tâm tham muốn có phấn kích không đi chung với tà kiến, không cần tác động. 4. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, so manasa sahagatang dithigata vipayutang sasankharikam, là tâm tham muốn có phấn khích không đi chung với tà kiến sanh do tác động. 5. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, upekha sahagatang dithigata
ta sầm pa yut tăng a sằng kha ri cầm là tâm tham muốn bình thản đi chung với tà kiến không cần tác động. 6. Tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ. Úp bê kha sa ha gát tăng đít thí gá tá sầm pa yut tăng sa sằng kha ri cầm là tâm ham muốn bình thản đi chung với tà kiến sanh do tác động. 7. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Úp bê kha sa ha gát tăng đít thí gá tá quýt pá dứt tăng a sằng kha rí cầm là tâm ham muốn bình thản không đi chung với tà kiến không cần tác động. 8. Tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Úp bê kha sa ha gát tăng đít thí gá tá quýt pá dứt tăng sa sằng kha rí cầm là tâm ham muốn bình thản không đi chung với tà kiến sanh do tác động. Người học cần chiêm nghiệm 8 thứ tâm tham trên với những thí dụ trong cuộc sống hàng ngày mới có thể phân biệt rõ. Ngài Narada dùng những thí dụ sau để nói về 8 tâm tham. Một cậu bé bỗng dưng không có xúi dục ăn cắp trái táo một cách vui vẻ, đồng phát sanh với thọ hỷ, thấy rằng việc làm ấy không có gì là xấu, liên hợp với tà kiến. 2. Có bạn xúi dục một cậu bé vui vẻ ăn cắp một trái táo, thấy rằng việc làm ấy không có gì là xấu. 3. Một cậu bé bỗng ăn cắp trái táo một cách vui vẻ, biết rằng việc làm ấy là xấu, không liên hợp với tà kiến. 4. Có bạn xúi dục một cậu bé vui vẻ ăn cắp trái táo, biết rằng việc làm ấy là xấu. 5. Một cậu bé bỗng dưng ăn cắp trái táo một cách thản nhiên, tức ăn cắp với thọ xả, không vui, không buồn lúc ăn cắp, thấy rằng việc làm ấy không có gì là xấu. 6. Có bạn xúi dục, cậu bé thản nhiên ăn cắp trái táo, thấy rằng việc làm ấy không có gì là xấu. 7. Một cậu bé bỗng dưng ăn cắp trái táo một cách thản nhiên, biết rằng việc làm ấy là xấu. 8. Có bạn xúi dục, một cậu bé thản nhiên ăn cắp trái táo, biết rằng việc làm ấy là xấu. Vi diệu pháp khái luận Narada, bản dịch của Phạm Kim Khánh. Ngữ và nghĩa. Hai từ vựng tham, lô phá và ái, tăng há là hai thuật ngữ được dùng chồng chéo trong Phật học. Ái là thuộc tánh tham, là tập đế hay nguyên nhân của đau khổ, thường được dùng với ý nghĩa đậm đặc. Tham thường mang ý nghĩa phổ quát trên bình diện rộng. Trong Phật học thường dùng là tâm tham, tâm tham ái, tâm ái dục, tâm ái chấp, nhưng không nói ngắn là tâm ái. Chấp ngã có thể là mạng, cũng có thể là tà kiến. Trong thắng pháp thì tà kiến và ngã mạng không bao giờ đi chung trong một sát na tâm. Ngã mạng chỉ có trong 4 tâm tham ly tà, không đi với tà kiến. Nếu chỉ nói chấp ngã thì khó phân là thuộc tà kiến hay mạng. Một người nghĩ mình là chén kiểu, người khác là chén sành, nên không thèm đôi co, đó là mạng nhưng không là tà kiến. Một người chấp sắc uẩn là ta là sắc uẩn, là thân kiến thuộc tà kiến. Cả hai đều là ý niệm về cái ta hay chấp ngã, nhưng phải phân định rõ ràng. Nên cẩn thận, chữ sanh sát sanh kha rí câm thường được dịch là hỗ trợ hay hoặc hủ dẫn hay bị xúi dục, đều mang ý nghĩa tương đối. Một người muốn ăn cắp đồ gì đó nhưng e ngại, phải suy nghĩ một lúc mới ra tay thì là sát sanh kha rí câm. Không nhất thiết phải có ai xúi dục hay có sự hỗ trợ, nên hiểu là có tác động chứ không sanh khởi lập tức. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Trong sở thích về trang phục, có người thích nhiều màu sắc sặc sỡ, có người chuộng màu đơn điệu tối giản. Cả hai đều có dính mắc chứ không có nghĩa là chỉ có người thích nhiều màu sắc mới có ham muốn. Tâm tham là một trạng thái dính mắc đối lập với vô tham. Vô tham được thí dụ như lá sen với nước tiếp xúc nhưng không lưu lại. Bất cứ sự dính mắc nào cũng là biểu lộ của tham. Những điểm cần nhớ. Tâm tham là tâm dính mắc đối với cảnh. Có 8 tâm tham được phân do 3 yếu tố: phấn kích hay không phấn kích,
đi chung hoặc không đi chung với tà kiến, có tác động hay không có tác động. Tham ái là một đề tài lớn trong Phật học, ái dục là duyên khởi hay trong tứ đế đều là đề tài quan trọng. Tám thứ tâm tham. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả hợp ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm tham trong biểu đồ chư pháp. Mời quý vị click vào đường link bên dưới. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là những tâm bất thiện, bài học tiếp theo sẽ là tâm sân. Dạ, con đã đọc xong bài chánh văn. Con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Bụt Thầy Đức. Kính đại lễ Thượng Tọa Thư Sư, đại lễ Tôn Đức Trân chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, sau nhiều bài học mang tính cách là giới thiệu hay là tổng quan, chứ là hôm nay bắt đầu chính thức đi vào học từng chứng tâm ở trong sự trình bày về tâm pháp của Trung Pháp Abhidhamma. Đề tài mà chúng ta đề cập đến ngày hôm nay đó là tấm lòng tham. Và thưa quý vị, khi mà đề cập đến chữ tham ấy, thì chúng tôi cũng phải nói rằng thông thường chúng ta phải đặc biệt cẩn trọng về điểm này, là bởi vì có nhiều từ vựng Phật học rất là quen thuộc, nhưng mà chúng ta lại hiểu theo cách hiểu hời hợt bình thường mà người ta xài ở trong dân gian. Nếu ví dụ như là quý vị thường nghe Chư Tăng nói chuyện bố thí, ở trong dân gian thì bố thí là chỉ cho cái người nào nghèo khổ thấp hèn gọi là bố thí, hay là bực quá thôi tôi bố thí cho anh đó, bố thí cho chị đó, cái chữ không có đẹp. Nhưng mà trong Phật học thì chỉ bố thí hiểu rộng thôi, chỉ bố thí rất là đẹp. Cái gì xả tài, cái gì cho ra, kể các chuyện cúng dường như là cúng dường đến Tam Bảo, cúng dường đến cha mẹ cũng là nằm trong bố thí. Chư pháp cũng là một bố thí, là cái chữ bố thí ở trong Phật học là hiểu rộng hơn. Chữ phước cũng vậy. Và hôm nay chúng ta nói về chữ tham đó, cũng là một thí dụ. Nó không cách hiểu thường thức ở bên ngoài, thì cách hiểu đó so với cách hiểu của kinh điển Phật Pháp, và đặc biệt trong Thắng Pháp đó, thì cách hiểu bên ngoài tương rất là hời hợt. Chính tôi nói lấy ví dụ là quý vị đọc trong bài học đó, bình thường khi mà chúng ta nói đến chữ tham đó, có nghĩa là một cái sự ham muốn nó quá độ, nó quá đáng. Người ta cho mình đòi mình sinh đó 2-3, hoặc giả là mình thấy cái chuyện gì đó mình tối mắt, mình muốn chiếm cho bằng được, cái đó gọi là quá đáng hay là quá độ là tham. Nhưng mà rồi cái sự ưa thích chừng mực đó thì người ta không gọi là tham. Ngôn ngữ của thế gian rồi, dạ, ngôn ngữ thế gian thì không gọi là tham. Nhưng mà trong Phật học á, dù là ham muốn cách rất là tế nhị, ham muốn cách vừa phải hay là ham muốn quá độ, đều là tâm tham hết. Dạ, cái tâm tham trong Thắng Pháp thì đặc biệt là một cái trạng thái tâm cần được hiểu rất là rộng, là cái gì dính mắt. Chứ chúng ta nghe trong câu chuyện dọc sông,
thiện hữu và ông lấy đó, và sau đó cũng là Tất Đạt đã từng ngồi ở bên dục sông để nhìn những gì đến và đi. Thì thứ gì vị nào mà sống ở miền quê, ở dục sông mà nước chảy thì sẽ hiểu rằng có rất nhiều thứ nó đến và đi trong cái lưu lượng của dòng nước. Có thể là có những cái đẹp, có những cái xấu, nhưng mà nếu cái gì nó đến thì nó đến, mình nó đi thì nó đi, mình không có nuối tiếc, không nắm níu lại thì nó được ví dụ như là vô tham. Nhưng có cái gì quá đẹp mà nó đã đi rồi mà mình vẫn nuối tiếc, vẫn giữ lại trong lòng, cái đó là sự dính mắc. Trong một ý nghĩa đối lập á, chúng ta gọi là vô tham là đối lập với tham, và vô tham được hiểu giống như là cái lá sen đối với nước. Những quý vị nào mà ở gần mấy cái hồ sen, hay ví dụ cho ở trong chùa chúng tôi có cái hồ sen ở phía sau, cái lá sen nó có đặc biệt là nước ấy, chỉ có động ở trên đó, nhưng mà nó không giờ là ướt lá sen được. Dạ, đặc biệt quý vị lấy nước, quý vị đổ lá sen túc ra thì lá sen nó không có cái đặc tính là giữ lại nước. Và cái đặc tính mà không giữ lại, không dính mắt đó, thì trong Phật học gọi là vô tham, là không có dính mắt lại. Nhưng mà có những thứ lá khác đó mình tưới nước lên, như cái việc tưới rau chẳng hạn, thì sao lá rau nó bị ướt đi, thì cái bị ướt nó ví dụ như là biết là còn có gì nữa nó lưu lại, nó giữ lại, dính mắt. Hai cái thí dụ này chúng ta có thể nhìn từ những cái góc cạnh rất là thô thiển, rất là thô tháo. Ví dụ một người tranh danh đoạt lợi, đó là tham đã đạt. Nhưng mà một người sống ở thâm sơn cùng cốc, rất là dính mắt bên chỗ ở của mình, rất là dính mắt vào sự yên bình của mình, và sự dính mắt đó nó có thể là một thứ tâm tham, phải rất là cẩn thận. Thì thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại một lần nữa là cái tham mà hiểu hời hợt theo thường thức này, đó là cái sự ham muốn quá đáng hay quá độ. Nhưng mà ở trong Phật học thì dù là sự ham muốn có chừng mực hay sự ham muốn có vi tế, thật ra sự ham muốn nó nhiều rất là vi tế lắm. Ví dụ như là chúng ta đọc bài kinh, ví dụ cái cưa, Đức Phật ngày dạy rằng chánh pháp còn phải bỏ, huống hồ là phi pháp. Thì có những điều rất tốt trong đời sống của chúng ta mà chúng ta cứ bám víu đó. Như một người muốn chứng nhị thiền thì phải biết bỏ sơ thiền, muốn chứng tam thiền phải bỏ nhị thiền. Và nếu mà không bỏ được thì cái đó nó trở thành một sự ngăn ngại, và vượt khỏi cái mà mình đã từng thành tựu đó, thì cái đó được xem là một giải pháp. Dạ, chúng ta nên hiểu cái gọi là tham đó, nó tế nhị lắm. Dạ, rất là tế nhị, cho nên nó không có hời hợp giống như cái kiểu bình thường. Và bây giờ thì chúng ta đề cập đến một cái sự hiểu lầm, hiểu lầm rất là nhiều người nghĩ rằng ở trong Phật học nói rằng một vị A-la-hán là đoạn trừ tham sân si, tức là các ngài trở nên vô cảm, và vô cảm đối với sắc trinh khí vị xúc. Chỉ hiểu như vậy không thể hiểu, không có đúng. Khi mình nói là vô cảm tức là mình rơi như cục đá, nó đẹp cũng không biết, xấu cũng không hay, hay là quả giả là chúng ta không có cái nhìn tương đối là chân xác về sự khác biệt giữa cái này và cái khác, giữa cái tốt và cái xấu. Cái chữ mà vô tham không phải là như vậy. Một vị A-la-hán như là Đức Phật và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A-nu-đà-la, những vị đã hoàn toàn giải thoát giác ngộ, không còn tham sân si. Nhưng mà cái khả năng phân biệt đẹp xấu, ngon dở,
cái này có chứ không phải không có. Nhưng trong sự phân biệt đó không có tham chấp, và đây là điều rất là tế nhị. Theo ở Trung Kinh thì Đức Phật Ngài có một cái vị giác rất là bén nhạy. Ví dụ cũng món ăn đó mà nó gọi là vừa miệng thì Ngài ăn cái vị giác bén nhạy hơn chúng ta. Đó là một cái đặc tính, đó là một cái chúng ta gọi là một cái quý cách của một bậc đại nhân, một cái tướng đặc biệt và đại nhân. Mắt thấy tỏ hơn, tai nghe thính hơn, mũi lưỡi thân xúc chạm mới cảm giác rõ nét hơn. Ở đây chúng tôi có đưa ra một hình ảnh, ví dụ là khi vua trời đến tức muốn vào đảnh lễ Đức Phật, thì thưa vị nhà vua, thì xin chủ đến hết đã sai một vị Càn Thác Bà, tức là vị nhạc công ở trời của trời, tức là Văn Chá Xích Khả, đến xin phép Đức Phật. Và vị này có cái máu nghề nghiệp là một Càn Thác Bà, một nhạc công, thì vị này đến không có bạch Đức Phật liền, mà đầu tiên là vị này dùng cái tài năng thiên bẩm thiên tư là ca hát đàn hát của mình, và một cái bản nhạc, một bài hát được ghi lại ở trong Trường Bộ Kinh Giới Tích Sở Văn. Thì thứ gì Đức Phật Ngài nghe xong bài hát đó thì Ngài nói rằng: này Văn Chí Xích Khác, quyền âm của ngươi khéo hòa điệu giọng ca của ngươi, tức là tiếng đàn khéo hòa giọng ca của ngươi, khéo hòa âm với quyền âm của ngươi, tức là giọng hát nó khéo hòa quyền với tiếng đàn. Bởi vì vậy nó không có cái sự lấn lướt giữa tiếng đàn và giọng hát. Cái lời khen của Đức Phật là khen rất khéo, rất đẹp. Và chúng ta có thể nói rằng ngày nay khi mà chúng ta nói được một cái bài hát thực hiện hay, nhạc nó chỉ tôn cái vẻ đẹp của lời ca chỉ tôn lên cái đẹp của điệu nhạc, và những cái tiếng nhạc do các nhạc cụ tạo nên nó không có lấn lướt lời ca, còn để chỉ làm cho lời ca diễm lệ hơn, đẹp hơn. Thì đó là một cái gì thuộc về thẩm học. Và những khi Đức Phật Ngài khen như vậy đó thì không có nghĩa là Ngài ham muốn. Ở đây chúng ta hãy phân biệt cho kỹ. Ngài khen vậy phải là Ngài ham muốn, hay hoặc giả là nếu khi Ngài đi vào trong thành Vesali như là một sự gợi ý, nhìn chung quanh với cái nhìn của con vô chúa, đó là người cuối cùng mà Ngài nhìn Vesali. Ngài nói là Vesali rất đẹp, khải thay Vesali, khải thay Vesali. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Đức Phật Ngài có chỉ mắt. Đức Thế Tôn chỉ mắt trong giây phút cuối cùng ở trên cái phiến đá trong vườn Sa La của vua Xứ Ma La. Thì câu nói cuối cùng của Đức Thế Tôn là: này chư tỳ kheo, tất cả các hữu vi đều là vô thường, các con hãy tinh tấn nỗ lực. Đức Thế Tôn nhận cái ảo tưởng gì được đời này hả? Nhưng mà cái gọi là phân biệt được đẹp được xấu này có phân biệt. Do vậy cái nhận biết cái đẹp, nhận biết cái hay, nhận biết cái ngon, nó không hẳn là tâm tham nhỉ. Chúng ta phải cẩn thận. Nếu mình đọc, mình học ở trong cái tiến trình tâm, thì khi cái ngũ quan, tức là nhãn thức gì, thức tỷ, thức tỷ, thức thân, thức xuất hiện, thì ở đó nó có quả thiện và quả bất thiện. Quả thiện là biết cảnh đẹp, biết cảnh khả ái. Cảnh bất thiện tức là biết cảnh xấu, biết cảnh không có khả ái. Nhưng mà cái biết của ngũ quan đó là có phân biệt, nhưng nó chưa phải là thứ tập xử lý. Khi nào nó qua tâm xử lý mà tâm tham á, bây giờ mới thực sự là tâm tham thực sự. Còn khi qua tâm xử lý là tâm di tác rồi thì chưa, thì mặc dù biết nó đẹp á, biết thì có biết, nhưng mà không phải tâm tham, phải rất là cẩn thận.
Chưa gì quý vị có nghĩ cho chúng tôi hỏi một chút nha. Tại hôm nay đó chúng tôi đang giảng ở trong Zoom và đến Kiều Chi đã chuyển qua bên Hồ Phóc. Chúng tôi không biết là quý Phật tử có trở ngại nãy giờ quý vị có nghe rõ và quý vị nghe rõ không? Thưa quý vị, một điểm khác mà chúng tôi muốn lưu ý đó là cái chữ chấp ngã hay ngã chấp. Nó là một điểm mà đời sống bình thường người ta hay lẫn lộn, là khi học Phật mình nói là ngã chấp là một thứ tà kiến. Nhưng mà ngã chấp cũng nghĩa là thứ đôi khi cao mạng cũng là ngã chấp. Nhưng mà trong Phật học, trong Thắng Pháp thì cái sự cao mạng riêng mà tà kiến là riêng. Ví dụ như là cái thuộc tính mạng, tham tà kiến ngã mạng, thì cái tà thuộc tính ngã mạng nó chỉ đi với nó chỉ đi với những tâm ly tà thôi. Và tà kiến những cái tâm tham mà đi với tà kiến thì không có mạng trong đó. Có thể là quý Phật tử mới nghe thì cũng hơi ngạc nhiên chút, tại sao kỳ vậy? Chấp ngã thì nó vừa là mạng mà nó phải là tà kiến, nhưng mà tại sao tà kiến với mạng nó không đi chung? Thì thưa quý vị, là chữ mạng trong Phật học đơn thuần chỉ là thái độ so sánh, như là chúng ta nói mình so sánh sẽ cao mấy cái táo vậy, trong cái thành ngữ tiếng Anh. Nhưng mà không có nghĩa là nó là một thứ chấp sai, nó là thứ tà kiến. Ví dụ như là ở đây chúng tôi có đưa một ví dụ, một người bị xúc phạm nhưng mà giữ tâm bình thản. Như trong giữ tâm bình thản, ai hỏi nó có những lúc mà chém kiểu nên đụng với chén sạch, thì câu nói đó nghe như là rất là điềm đạm, rất là hiểu biết, rất là thông thái, mình là chém kiểu không nên đụng với chén sạch. Nhưng mà ở phương diện nào đó đó thì tự nhận mình là cao quý hơn người khác và người khác tầm thường hơn mình, mình là chém kiểu, ta là chém sạch, không đụng nhau, thì cái đó là một kiểu mạng, tức là có sự so sánh và so sánh giữa mình và người khác, hoặc là mình so sánh mình bằng với người khác, hay là thua người khác hoặc là hơn người khác. Dù là so sánh thấy mình hơn người khác, thấy mình bằng người khác, thấy mình thua người khác, thì so sánh nó vẫn là so sánh, mà cái chữ bạn nằm ở chỗ đó. Trong lúc mà thứ gì cái tà kiến nó làm chấp sai, có thể là nó ví dụ mình chấp là có một bản ngã, và cái sắc chính là ta đó, ta là sắc, là trong sắc có ta, chúng ta có sắc, thọ chính là ta là thọ, ai làm gì cũng được, nhưng mà đừng đụng đến cảm giác của tôi. Cái cảm thọ chính là tôi đó, mà tôi buồn, làm cho tôi buồn chính là đụng chạm đến tôi, thì cái đó lại đi với tà kiến. Đây là một điều rất là tế nhị lắm, mà chúng ta phải phân biệt giữa mạng và tà kiến ở trong tham. Tại vì đây là một điểm mà chúng tôi sắp nói tới, là về ba cái yếu tố tạo nên tâm tham. Thì thứ gì, yếu tố đầu tiên mà tạo nên tâm tham đó, là có sự phấn khích hay là với tâm bình thản. Về điểm này á, thì nó là một cái đặc điểm của tâm tham trong 12 tâm bất thiện. Chỉ tâm tham là có thọ hỷ thôi, và có những thứ tâm không có thọ hỷ. Thì cái sự phấn khích ở đây đó là một cái sự tôi rất đặc biệt, là một sự hân hoan mà chúng ta sẽ gặp gọi là thọ hỷ. Và cái sự bình thản hay cảm thấy đó thường gọi là thọ xả. Ví dụ như là lần đầu tiên tôi
mùa hè mà có ai đó pha chúng ta một ly nước chanh dây có nước đá rất là vừa miệng, mình uống ngon quá, là rất là ngon. Tại đường liên ngon tự nhiên muốn uống được, chỉ cái lần đầu tiên mình đổi uống mình cảm thấy rất là tâm thoải. Nhưng mà rồi suốt trong mùa hè rồi mình đi đâu gặp chanh dây mua về cũng làm, thì sau đó mình cũng còn muốn uống, nhưng mà cái tâm phấn khích nó không giống như lần đầu tiên mình được uống. Thì nó cũng có tham, nhưng mà tham ở trong sự bình đạm hơn, thản nhiên hơn. Đi chung với tà kiến hay không đi chung với tà kiến, ở đây rất nó là một cái đặc tính, một cái đặc tính của tâm tham. Và đây cũng là một điểm rất là thú vị ở trong tán pháp, mà cho chúng ta được cái nhìn rất là rõ. Ví dụ như là về những ngày chúng ta khi bạn tâm si, chúng ta sẽ nói thêm. Ai cũng nghĩ là thường thường người ta hay nghĩ rằng tà kiến nghĩa là chủ sai chấp lòng, tà kiến là cái gì si mê. Do đó họ hiểu tà kiến thuộc về tâm si, tâm si tức là cái tâm mê mờ, u mê, hay là ngu si. Thì tà kiến nằm ngu si phải, tà kiến nằm ở trong tâm tham, chứ không nằm trong tâm si. Thì thứ gì cái tà kiến sai lạc nằm trong tâm tham là nó là một trạng thái mà chính tà kiến nó khiến những cái tâm tham trở nên mạnh hơn, đậm chất hơn và nguy hiểm hơn. Giả sử như là một cái người ăn cắp, mà nếu họ có tà kiến đó rồi, nếu mà mình không thấy, thì nếu người ta không thấy không sao hết, không có lỗi, không có tội gì hết. Cái người mà theo cái chủ nghĩa vô thần, người không có tà, không có chánh kiến, thì lúc họ ăn cắp, rất là mạnh lắm. Tại vì họ nghĩ là làm rồi không làm sai rồi thôi, chứ không có vấn đề gì. Ở đây chúng tôi có đưa ra cái thí dụ là cũng thời đánh bắt cá, nhưng mà có người đánh bắt cá đó mà trong lòng họ cũng ngại. Chúng tôi biết rằng có một số người đó, họ vì mưu sinh họ đi cá, nhưng mà về sau thì có cái điều kiện họ đổi qua nghề khác, họ đổi, họ không có muốn giữ nghề đó đâu. Cái nghề phá sừng âm đâm hà bá mà nó thì không khá. Nhưng mà rồi có những người đó họ rất là thích thú trong chuyện này, chẳng những họ giết vì mưu sinh mà giết vì sự thích thú, giết vì họ cảm thấy họ làm như vậy là tốt lắm, giỏi lắm, hay lắm, và họ không có ý niệm gì là cái đó nó sẽ tạo nhân quả. Thì thưa quý vị, chính cái đi với tà kiến nó làm cho tâm tham nặng nề. Rồi yếu tố thứ hai là đi chung với tà kiến hay không đi chung với tà kiến. Yếu tố thứ ba là có tác động hay là không có tác động. Cái tác động ở đây là ở trung tâm cái gì, cái từ prompt là cái gì đến sanh khởi nhanh chóng, không cần tác động, không cần tác động. Mà ngày trước chương này dịch cho đoạn gọi là vô trợ, hữu trợ là cái gì đó mà nó có chần chừ, có ngại ngần, không có làm liền, cần có cái sự thúc đẩy hay là nghĩ tới nghĩ lui, cái đó gọi là có tác động. Thì cái có tác động hay không có tác động đó, nó tạo nên một cái tính cách nặng hay nhẹ của tâm tham. Thưa quý vị, nói về chi pháp thì thọ hỷ
có chi pháp, chứ có một thuộc tính, tà kiến và thuộc tính. Nhưng mà cái gọi có tác động hay không tác động thì nó không có một thuộc tính riêng. Chúng ta chỉ biết một điều rằng cái Chetana đó, tức là cái thuộc tính gọi là tư, mà hay gọi là tư tâm sở khi tạo nghiệp. Nếu mà nó không có tác động thì cái Chetana đó mạnh, và khi mà nó có tác động thì cái Chetana đó nó nhẹ. Ví dụ như một cái người mà không muốn nhậu nhẹt, nhưng bạn bè rủ rê, nói tới người, rồi ban đầu mình không thích, nhưng mà bạn bè rủ rê thì thích đi. Cái đó đó gọi là tâm tham với cái tác động. Và một người thích nhậu nhẹt, nghe nói nhậu nhẹt là đến liền, đi liền, cái đó là không có tác động, không cần tác. Thì chúng ta nên hiểu đây chứ là cái vô trợ hay hữu trợ, hay là không có tác động mà tác động ở tại đây đó. Nó chỉ cho một cái sự sanh khởi nhanh chóng hay là ngại ngực. Cái sự ngại đó nó giảm thiểu đi cái lực của Chetana, cái lực của tư tâm sở. Thì ba cái yếu tố này, phấn khích hay là bình đạm, đi chung với tà kiến hay không đi chung với tà kiến, có tác động hay không có tác động, nó tạo thành ra tám tâm tham. Như quý vị thấy trong tám tâm tham, tâm đầu tiên là tâm tham thọ hỷ, học trà vô trợ. Tâm tham thứ hai là thọ hỷ, học trà hữu trợ. Tâm tham thứ ba là thọ hỷ ly trà vô trợ. Thứ tư là thọ hỷ ly trà hữu trợ. Tâm tham thứ năm là thọ xả, họ trà vô trợ. Thứ sáu là tâm tham thọ hỷ, học trà hữu trợ. Thọ xả, học trà hữu trợ. Thứ bảy là thọ xả ly trà vô trợ. Tâm tham thứ tám là thọ xả ly trà hữu trợ. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái tám tâm tham này, những thứ tâm tham mà tương đối là yếu nhất, nhẹ nhất, đó là tâm tham thọ xả ly trà hữu trợ. Còn cái mạnh nhất ấy, là tâm tham thọ hỷ học trà vô trợ. Thì cái thứ nhất là cái mạnh nhất so với cái thứ tám. Và nếu chúng ta nhìn vào điều này thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng bốn cái tâm mà đi với tà kiến nó có những cái tác hại mạnh mẽ hơn là đi với tâm không đi với tà kiến. Và những cái tâm vô trợ nó lại mạnh hơn so với tâm hữu trợ. Chúng ta nhìn về đồ biểu chúng ta sẽ thấy khi mà chúng tôi và trường hợp từ siêu học ví dụ pháp về pháp âm thanh với ngài tịnh sự hay là với sư trưởng, thì chúng tôi nhớ một điều là quý ngài thường đưa rất nhiều thí dụ về điểm này, nói tới nói lui. Mà hồi nhỏ chúng tôi không biết là tại sao mà có nhiều cái có nhiều cái thí dụ như vậy, nhưng mà nhiều lúc á không có thí dụ thì người ta không có không có hiểu rõ. Đây là điều mà hầu như tất cả các cái giáo trình hay tất cả các vị giảng sư đó đều đặc biệt chú trọng đưa ra những cái mà chúng ta gọi là ví dụ. Mà do vì chúng tôi ra có nhiều thí dụ của bản dịch của Trường Minh Châu về thắng pháp thật ứ luận, hay là vi pháp giảng giải của pháp sự của ngài quý sư trưởng. Nhưng mà chúng tôi lấy thêm một cái ví dụ nữa của ngài Narada ở trong cái bản dịch vi pháp khái luận mà bác Phạm Kiều Khánh dịch, để làm gì? Để quý Phật tử và có thể nhìn một cách rất là tương đối là tất cả các giáo trình đều đưa ra những cái thí dụ. Và khi mà quý vị Phật tử mà nhìn vào trong cái biểu đồ tám tâm tham thì quý Phật tử sẽ thấy như vậy. Đây là tâm tham thứ nhất, đây là tâm tham thứ hai, đây là tâm tham thứ ba, đây là tâm thứ năm,
đây là tâm tham thứ sáu, đây là tâm tham thứ bảy, đây là tâm tham thứ tám. À, khi mình nhìn thấy như vậy đó, thì mặc dù nghe lặp đi lặp lại là thọ hỷ hợp tà vô trợ, thọ hỷ hợp tà hữu trợ, thọ hỷ ly tà vô trợ, nghe mình nghe rất là khó nhớ, nhưng mình nhìn vào cái bản vẽ thì rất là dễ hiểu. Và có hai cái phần đầu tiên làm sự khác biệt là thọ hỷ hay là thọ hỷ hay là thọ xả. Thọ hỷ có bốn tâm, thọ xả có bốn tâm. Rồi trong mỗi một cái thọ hỷ như vậy thì có hai phần là hợp tà hay là ly tà, hợp tà hay là ly tà. Rồi từ sau đó mỗi tâm như vậy đó, nó lại có cái vô trợ hay là hữu trợ, tạo nên tám thứ tâm. Cái cách mà từ ba yếu tố nó tạo nên tám thứ tâm này, chúng ta cũng tìm thấy một cái hình thức gần tương tự như vậy. Và ở trong các tâm thường phân chia các tâm dục giới tịnh hảo. Về sau này giống như tâm thiện thì thay vì học tà, tâm thiện thì có thọ hỷ trợ xã, thay vì học tà thì có học trí ly trí, và cũng có vô trợ hữu trợ. Đây là một cái điểm rất là thú vị. Nhưng mà nếu quý vị nào mà đọc ở trong kinh của Phật giáo thì quý vị ở trong kinh Đảng thì có đề cập đến là một sự phát tâm nhanh chóng hay là sự phát tâm chậm. Ví dụ như là trong kinh có nói ông Bà La Môn, ông có một cái khăn tròn, ông rất là nghèo, có khăn tròn thôi. Ông cũng đến nghe những đồn thuyết pháp mà ông cứ nghĩ hoài không biết là mình có nên cúng dường khăn tròn, mình lâu đời nhiều kiếp mình nghèo như vậy là do cái tâm mình không bố thí. Mà ông phải nghĩ từ đầu hôm cho đến gần sáng ông mới quyết định là đem cái khăn tròn đó đặt dưới chân Đức Phật và cúng dường. Và sau đó ông chạy ra bên ngoài, ông nói ta thắng rồi, ta thắng rồi. Thì quý vị, câu chuyện đó đó là một cái ví dụ về cái tâm gọi là hữu trợ, tức là nó không sanh khởi liền, nó phải nghĩ đi nghĩ lại. Và sau đó ông được nhiều cái quả phước do vua Ba Tư Nặc nghe câu chuyện hỏi, và nhà vua đã cho ông dùng vải. Nhưng mà thật ra ở trong sớ giải nói rằng nếu ông bố thí đồ mà với cái tâm mạnh mẽ nhanh chóng thì cái phước báo nó lại rất là nhiều. Ở đây chúng ta đặc biệt nói đến một cái khía cạnh về tâm lý, về vô trợ trợ. Và tương tự như là mình làm trong đời sống, là mình làm cái gì đó mà có nhiều người cái tính họ chậm được, không có phản ứng liền, phải có ai nhắc nhở, ai thúc đẩy mới làm, thì đó là do cái tâm quả hay là cái tiềm thức họ, hay là tâm phụ kiếp phục sinh bằng cái tâm hữu trợ. Thì tâm hữu trợ, cái hữu trợ và vô trợ này nó có một ý, nó có tác dụng lớn trong đời sống. Chúng ta sẽ nhìn thấy rằng trong cuộc sống này có những người chậm lục và có những người rất là nhanh lẹ. Hồi nhỏ chúng tôi để ý về điểm này, nhưng mà sau này lớn lên sống chung á, và sau này sẽ sống chung á, thì thứ gì chúng tôi mới nhận ra được là có cái trường hợp mà vô trợ hữu trợ đó, nó là một trong cái yếu tố mà tương đối là ảnh hưởng lớn cuộc sống và ảnh hưởng lớn. Thứ gì tuần lễ tiếp theo, và tuần lễ tiếp theo tuần trời, xin lỗi, về học tới, về học chủ nhật, chúng ta nói về sân, thì nó là một thứ tâm, một trạng thái tương đối là khác với tâm tham. Và nên nhớ một điều rằng thông thường chúng ta nói tâm tham, tâm sân, tâm si nó riêng biệt. Nhưng mà thứ gì ở trong Phán Pháp á, thì chúng ta đề cập đến tham sân si đó, nó có một cái liên hệ rất là thú vị. Một liên hệ rất trong ý nghĩa là khi mà chúng ta hôm nay thì chúng ta chỉ học trong tám tâm tham thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta học về hai tâm sân và hai tâm si đó, thì một lần nữa cho chúng ta thấy được là tại sao những cái phiền não
nó lại có sự chồng chéo, nó liên đới với nhau. Bây giờ thì chúng tôi tạm dừng ở đây một chút. Khi mà chúng ta nói về tám thứ tâm, và chúng ta nói tám thứ tâm tham ngày hôm nay, và quý vị quan niệm cho chúng tôi xem được coi thượng tọa Từ Siêu còn ở trước máy không? Bình thường là Từ Siêu, thượng tọa có còn ở trước máy? Nếu thượng tọa Từ Siêu đang có mặt ở trước máy thì xin kính cung kính thượng tọa quan niệm nói cho vài lời ở trong lúc và soạn các câu thảo luận cho chư tăng. Những cái quan niệm trời trong một chút dường như thượng tọa Từ Siêu không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Pháp Đăng ấy, thượng tọa Đăng có mặt ở trước máy không? Thì đó Tân có mặt ở trước máy không? Thì đó có mặt ở trước máy không? Nếu thì đó Tân có mặt ở trước máy, xin thì đó Tân có nghĩ cho biết. Quý vị có nghĩ chơi thì một chút nha. Chứ tôi không thấy. Ông dạ, Tân có nghĩ nói cho vài lời chống sọng câu thảo luận kinh thi đó. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tệ Tri, Đại Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị nghe cho biết nghe rõ. Hôm nay thì có lẽ là cái đường truyền nó kém lắm, vì vậy cho nên là cứ bị rớt và nghe không rõ. Rớt ra thì nghe không rõ, nghe không được. Hy vọng là lúc nào mà nghe được thì quý vị cứ lặng thinh, nhưng mà nghe không được thì báo. Dạ, cảm ơn Pháp Lữ. Dạ, nãy giờ thì cũng có nghe Thượng tọa Giác Đẳng giảng về tám tâm tham, những cái tâm tham đó. Để tiếp lời theo Thượng tọa Giác Đẳng thì chúng ta thấy tâm tham thì nó có tới tám tâm tâm lận. Những cái tâm tham này thì nó thường là họp ở trong, đối với nó ở trong cái tâm, những cái tâm nhóm tâm bất thiện, thì trong đó có tham, sân và si. Đầu tiên đó là chúng ta nói đến tám cái tâm tham, như nói đến ba cái căn bất thiện là căn tham, căn sân và căn si đó. Thì tâm tham ở đây đó là nó, cái tính chất của nó là nó một trong những cái mà nó tìm kiếm thích thú. Tâm tham nó được ví giống như là một cái con gà vậy đó. Chúng ta nhớ cái con gà nó đi bươi rác, nó bươi cỏ rồi bươi cái này cái kia để nó kiếm thức ăn ở ngoài vườn á. Thì cái tính chất của tâm tham là nó luôn luôn đi tìm kiếm. Tùy theo mỗi cái khía cạnh mà tâm tham nó hướng tới. Cho nên nếu nói đến tâm tham là nó là sự đi truy tìm, đi tìm cảnh, tìm hướng đến cái cảnh này cảnh kia. Khi mà mình nói đến những tâm bất thiện thì căn bất thiện thì nó có căn tham, căn sân và căn si. Thì tham như là một căn rồi. Nếu mà nói là ở trong cái nguyên nhân mà để tạo nên cái đời sống luân hồi thì đó là tham ái. Và ái ở đây nó cũng có nghĩa là tham. Như vậy khi nói đến tâm tham ở trong vi diệu pháp đó, hay là trong thắng pháp đó, thì chúng ta nãy giờ cũng đã nghe
tám cái tâm tham. Thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà ly tà vô trợ và tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Như vậy thì chúng ta nói về cái cảm thọ thì nó có hai loại cảm thọ, đó là cảm thọ hỷ và cảm thọ khổ. Nên xin lỗi, cảm thọ hỷ và cảm thọ xả. Ở đây đó là có những cái tham mà giống như là chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến cảm thọ thì có hai cái loại cảm thọ mà chúng tôi đã nói khi nãy, đó là thọ hỷ và thọ xả. Nếu nói đến cái tính chất mà tác nhân đó, tác động đó, thì nó có hữu trợ và vô trợ. Hữu trợ và vô trợ, có những tâm tham hữu trợ và vô trợ. Và nếu mà nói tính chất của cái điều kiện mà để tạo nên tâm lý sai biệt và không sai đó, thì ở đây đó là chúng ta thấy rằng là nó có một cái điều, đó là nó hợp tà kiến và nó không hợp tà kiến. Nó hợp tà kiến và nó không hợp tà kiến. Thường đó là chúng ta chỉ nói đến, nếu mình nói bình thường á, là chỉ nói là tham thôi. Cái khía cạnh cảnh nào là cũng tham. Nhưng mà theo Thắng Pháp á, thì cho chúng ta biết, các ngài giải thích cho chúng ta biết là tâm tham nó có tới 8 loại tâm như vậy. Thì như nãy Thượng Tọa Giác Đẳng đã có nói đó, nếu mà mình nói rằng cái tâm tham mà nó mạnh nhất và nó tạo ra cái quả, mà mình nói là tạo ra cái quả bất thiện đó, thì rõ ràng là cái tâm tham thứ nhất. Bởi vì nó là vừa hợp tà mà vừa là vô trợ và nó vừa là thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Cho nên là có những cái tâm tham nó, chúng ta thấy rằng nó hết sức là bình thường. Ví dụ như là chúng ta có cái vật đó rồi, hay là đối với chúng ta chưa có vật đó, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nó hết sức là bình thường. Thích thì cũng thích như vậy, nhưng mà không đến nỗi mà nôn nóng, vội vã hay là háo hức vân vân. Chúng ta không có. Thì cái tâm tham đó, thì tâm đó là thọ xả. Giống như những việc gì mà chúng ta, giống như mình, những cái gì mà mình đã có rồi, thì bây giờ có thêm cái nữa thì mình cũng thấy nó là bình thường. Còn cái gì chúng ta chưa có, ở đây chúng tôi mượn tạm nói như vậy thôi, chứ có những cái tâm mình nó háo hức, có không có gì đi nữa, mà mình háo hức, mình thích thú, hết sức là thích thú ở trong cái việc đó, thì cái đó là thọ hỷ. Rồi bây giờ thì nếu như một người mà khởi lên cái tâm tham, một người mà khởi lên cái tâm tham mà ở đó mình còn mình nghĩ rằng là mình nghĩ rằng mình biết rằng là cái tâm tham này là không tốt, và khởi cái tâm tham lên, nếu mà mình khởi cái tâm tham lên mà mình có cái hành động, lời nói hay là cái việc làm của mình, thì khi mà mình tạo nghiệp thì dĩ nhiên là bằng bằng thân nghiệp hay là bằng khẩu nghiệp, nhưng mà ý nghiệp mình đã khởi lên rồi. Tức là mình nghĩ rằng ở đây đó là có thấy nào là cũng có cái quả xấu, bởi vì nó khởi lên bằng tâm tham mà. Trong kinh Pháp Cú, ở một cái câu Pháp Cú đầu tiên, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Ở đây nó là ô nhiễm, ý ô nhiễm tức là tâm của mình bị ô nhiễm. Khi mà tâm ô nhiễm khởi lên cái tâm tham vậy, dĩ nhiên tâm tham khởi lên thì có tâm si nó đi kèm rồi, nó là chủ mà. Vì như vậy thì mình nghĩ rằng không có tội á, thì cái tâm không có mang nghiệp á, thì cái đó được gọi là ly tà, vô hữu hợp tà. Bởi vì mình nghĩ là nó không có mang nghiệp bất thiện, không có cái quả báo.
Cho nên là nó trở thành một cái tâm tham mà hợp tà. Cái tâm tham mà có những tâm tham nó khởi lên, mặc dù cũng tham như vậy, nhưng mà chúng ta cũng vẫn biết à, nếu mà mình ăn trộm ăn cắp của ai hay mình lường gạt ai đó thì thấy nào mình cũng có cái quả xấu. Có cái quả xấu. Thì cái quả xấu nó là khi mà mình nghĩ mình biết như vậy đó, thì cái tâm tham đó mặc dù là biết là mang nghiệp bất thiện, cái quả xấu, nhưng mà mình vẫn khởi tâm tham là vẫn thích thú lấy của người ta hay lường gạt của người ta, thì cái tâm tham đó gọi là tâm tham ly tà. Ví dụ giờ cho chúng ta nói là tính chất thì không bao giờ nó có cái là thọ gọi là ly tà hay là hợp hợp tà kiến. Ly tà là ly không có tà kiến, mà hợp tà có nghĩa là có tà kiến. Như vậy thì cũng là một tâm tham khởi lên, nhưng mà khi mà mình khởi lên mà mình nghĩ rằng có cái nghiệp bất thiện, có cái quả báo xấu thì cái đó ly tà, nhưng mà không nghĩ rằng có cái nghiệp khổ, quả khổ hay là nghiệp bất thiện thì cái đó là gọi là hợp tà. Rồi có những cái loại tính chất tâm về cảm thọ thì nó có thọ hỷ và thọ xả. Rồi có cái hữu trợ và cái vô trợ nữa, nói về tác nhân của nó, tức là có hữu trợ và vô trợ. Trợ ở đây đó là có thể trợ bằng cái tâm của mình suy nghĩ, đó là trợ bằng ý. Còn trợ có thể là trợ bằng cái lời nói, đó là khẩu nghiệp. Rồi trợ bằng hành động. Ví dụ bây giờ là có ai giống như là hai cái người đi ăn trộm, mà cái người đi trước, trước đó vài mét ra cái dấu hiệu, rồi cái người kia, người sau bò theo rình rập để mà lấy cái đồ của người ta, thì cái đó có thể là giống như là cái việc mà trợ bằng thân, tại vì người ta ra dấu hiệu, người ta lôi kéo mình hay là cái gì cũng vậy, miễn sao người ta biểu hiện lên bằng cái hành động của người ta mà mình thấy mình có cái tâm tham, mình thích thú vậy. Rồi có những cái gọi là trợ bằng lời nói. Thí dụ như người ta xúi mình, nó làm việc bậy là xúi rồi, làm việc xấu là xúi rồi. Còn nếu mà mình nói làm việc tốt là động viên, sách tấn gì đó, thì bây giờ nói là nếu mà làm việc bậy là xúi, xúi xúi làm bậy, xúi dục làm bậy, thì người ta xúi dục mình bằng lời nói. Người ta nói mình như vậy, ta nói thôi muốn có tiền thì đi ăn trộm chứ không phải đi làm, hay là muốn có tiền phải đi lường gạt người ta, hay là muốn được cái này được cái kia thì coi như là không có kể gì cái bỏ công sức trí tuệ khối óc của mình hay là công sức của mình bỏ ra để mà mình có được. Cho nên khi mà người ta nói cái lời nói đó thì cái người kia nghe như vậy làm theo, làm theo, do là người ta xúi mình, cái đó là nó trợ bằng cái lời nói, trợ khẩu bằng khẩu nghiệp. Rồi có những việc cái tâm tham á, nhiều khi mình nghĩ đi nghĩ lại đấy nhiều lần rồi mình mới quyết định làm. Thí dụ bây giờ là muốn lấy của ai hay lừa gạt của ai hay là cái gì đó, một cái chiếm đoạt sở hữu một cái người nào đó, ví dụ vậy, cái vật gì đó, thì mình tâm mình nghĩ, khi mà mình nghĩ mình lấy thì lấy liền, nó là vô trợ. Nhưng mà khi mà khởi lên nhiều lần, khởi lên nhiều lần, đắn đo cuối cùng mới quyết định lấy cái vật đó. Thì chúng ta để ý như vậy đó, có thấy là có nhiều người đó họ tự động lấy, họ thích thì họ lấy thôi. Rồi có người thì phải suy nghĩ nhiều lần, đắn đo nhiều lần thì cuối cùng họ mới quyết định để mà lấy cái vật đó, thì cái đó là gọi là trợ bằng ý. Trong ba cái cách trợ đó thì nói về tác nhân thì nó có hữu trợ và vô trợ, nói về cảm thọ thì nó có hai loại cảm thọ là thọ hỷ và thọ xả, và nói về cách mà hợp tà hay là ly tà thì nó có hai cái loại là tâm hữu trợ và tâm vô trợ. Cái tâm vô trợ
Thì nếu mà nói là bất thiện thì cái quả nó cũng là luôn luôn có cái những cái nặng. Rồi cái tâm mà hợp tà thì cái quả nó có nặng hơn là cái tâm mà ly tà. Rồi cái tâm mà quan hỷ thọ, cái hỷ ở trong tâm bất thiện, đặc biệt là trong tham, thì nó cũng là lúc nào nó cũng mạnh hơn là cái nặng hơn là cái thọ xả. Cho nên nếu mà chúng ta đọc lại tám cái tâm thì cái tâm đầu tiên, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, thì nếu mà nó trổ quả đó, cũng khởi lên trổ quả thì nó mạnh hơn, nó mạnh hơn, nó lớn hơn, nó cường bạo hơn là cái tâm tham thứ 8, là tâm tham thọ xả ly tà mà hữu trợ nữa. Thì chúng ta thấy như vậy. Thì để góp lời theo cái lời của Thượng Tọa Giác Đẳng thì chúng tôi xin chia sẻ chút ít. Con không biết là Thượng Tọa đã soạn xong câu hỏi chưa? Nếu Thượng Tọa soạn xong câu hỏi, dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa trả lời điều họp. Sa thủ cái trình Thượng Tọa Pháp Tân. Bạch Thượng Tọa từ siêu, Thượng Tọa có ở trước máy và hình như quý vị, chúng tôi không thấy Thượng Tọa từ siêu, không biết quý vị có thấy không vậy? Thượng Tọa từ siêu không có trước máy phải không? Ở trong máy chúng tôi không thấy Thượng Tọa từ siêu nữa. Quý vị có thấy không vậy? Thượng Tọa Pháp Đăng ơi, Thượng Tọa Pháp Đăng khoan hỷ, chưa biết rồi, Pháp Đăng có thấy được không? Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ, Thượng Tọa Pháp Đăng, cái sự thưởng thức hay là hưởng thụ đời sống, nó có nằm ở trong tâm tham không? Có phải luôn luôn là trong tham không? Và có một điều nữa đó, là trong cái định nghĩa về sự tri túc á, thì nói rằng một người sống tri túc là người bằng lòng với cái mình đang có. Thì cái sự bằng lòng với cái mình đang có nó có nằm trong tâm tham hay không? Nó hay là một, nó có phải là một thứ tâm tham mà tương đối là nho nhã, một thứ tâm tham mà tương đối là có chừng mực, chúng ta có thể hiểu như vậy không? Hay là tri túc không hẳn là tâm tham? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Đăng. Alo. Thượng Tọa hỏi thì nghe không có được liên tục. Căn cứ theo cái câu thảo luận để trả lời đó, thì cố gắng trình bày để Phật tử chúng ta có thể hiểu được. Mình nói rằng cái sự thưởng thức hay là hưởng thụ trong cuộc sống có gọi là tham không? Một người tri túc theo định nghĩa bằng lòng với những cái gì mình có, thì sự bằng lòng đó có nằm trong phạm vi của tâm tham không? Thì quý vị biết rằng khi mình ăn uống, mình muốn ăn là cái gì muốn ăn? Thật sự là tâm tham. Mà còn khi mà mình ăn, mình có chánh niệm đó, thì mình nghĩ rằng nên thường thường mình gọi là quán tưởng vật thực, có nghĩa là người đó ăn nhưng mà nghĩ rằng cái thân người ăn để dứt trừ những cái cảm thọ đau khổ của cái cảm thọ đói khát, cái cảm giác khó chịu của cái sự đói khát. Khi mình nghĩ như vậy đó thì mình mới mới gọi là cái sự quán tưởng. Còn khi mà mình muốn ăn á, thật sự mình muốn ăn, dù là cái bữa cơm đó của nhà mình làm đi, mình tới giờ mình muốn ăn thì cái sự muốn ăn đó nó cũng là tâm tham. Thành ra nhiều khi á, mình nếu mà mình biết được á, thì mình thường gọi là tác ý á, gọi là tác ý, gọi là khéo tác ý thì tâm thiện sanh khởi. Nhưng mà khi mình không khéo tác ý á, thì cái tâm tham sanh khởi. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng luôn bây giờ chúng ta muốn ngủ á, chúng ta muốn ngủ thì nó cũng là tâm tham. Thường thường thì nếu mình học trong những cái tâm tham á, ở trong đó có những cái tâm tham hỗ trợ đó. Ví dụ chúng ta thấy tâm tham thứ nhất là vô trợ, nhưng tâm tham thứ hai hỗ trợ. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ tám đều là những cái tâm tham hỗ trợ.
Thì cái tâm tham hữu trợ này nó có hai cái sở hữu hôn phần, hôn trầm và thiện miên đó, nó ở trong những cái tâm tham hữu trợ. Nên thường thường một cái người mà tu thiền đó, một cái người tu thiền quán đó, ví dụ mình tu mà bây giờ mình buồn ngủ á, thì mình cố gắng mình ngồi mình tu, nhưng mà khi mình thấy buồn ngủ quá thì mình cũng phải tác ý rằng bây giờ cái thân vật chất này nó cần phải ngủ nghỉ. Mình có tác ý như vậy đó, mình nằm xuống mình ngủ. Chứ còn nếu mình không có tác ý như vậy đó, thì mình muốn ngủ nó cũng là tâm tham cái gì. Nên thường thường chúng ta thấy vô trường thiền đó, bất luận lúc nào cái trạng thái tâm của mình đó, thì các vị thiền sư cũng phải dạy cho mình để ý. Bây giờ mình đi mình mệt quá thì mình cũng quán cái khổ của sắc thân này. Mình hồi nãy mình ngồi nó tê chân đó, thì cũng là khổ. Bây giờ mình đứng dậy mình đi đó, thì mới đi thì nó dễ chịu, nhưng đi một hồi thì nó khó chịu. Thì cái khó chịu đó nó cũng là một cái trạng thái tâm mà chúng ta phải cần phải suy xét. Mình cần cái suy xét. Nếu không á, thì mình khó chịu đó thì mình muốn nằm xuống. Thì cái muốn nằm xuống là tâm tham, mà mình từ chối cái đang đi đó là cái tâm sân. Nó là như vậy đó quý vị. Thành ra khi mà chúng ta tu thiền quán á, thì cái vị thiền sư phải dạy chúng ta như vậy. Thành ra giờ chúng ta thấy nếu chúng ta nói như vậy đó thì rõ ràng á, nếu mà Đức Phật ngài nói rằng á, nếu mà chúng ta không nghe pháp của Đức Phật hay là không nghe pháp của đệ tử Đức Phật đó, thì chúng ta không có thể nào tu tập được. Vì chúng ta sống với cái tham ái trói buộc vô minh che đậy, nên thường thường đời sống của chúng sanh đó là vô minh che đậy và tham ái trói buộc. Nên nếu mình nói là ở ngoài đời đó thì họ thưởng hưởng thụ cái cuộc sống, ăn uống, rồi bây giờ họ muốn nghe nhạc, họ muốn xem phim đó, thì cái muốn của họ đó nó cũng là cái tâm tham, nó tham muốn. Bởi vì tham á, đối với cảnh tịnh tướng là những gì mình thích, tịnh tướng là những cái tướng đẹp, tướng mà vừa lòng mà dưới cái con người của mình. Ví dụ giờ mình muốn nghe nhạc, mình bật nhạc lên mình nghe, thì cái đó là cái cảnh thinh vừa lòng của mình. Do cái thinh tưởng mình nhớ đến một cái nhạc sĩ, ca sĩ nào đó, bây giờ mình mở lên cái đó mình nghe, như vậy đó là một cái trạng thái tâm tham. Như vậy thì nếu mà chúng ta nói rằng một cái người tri túc, người đó tri túc là người đó suy nghĩ có vật thực gì để ta ăn. Ví dụ chúng ta thấy đời sống của Đức Bồ Tát khi ngài ở với một cái cây sung vậy đó, thì ngài nghĩ rằng bây giờ cái trái sung hết rồi, thôi mình ăn cái lá sung. Mình ăn lá sung, mình luộc lá sung, mình ăn, mình ở đây chứ mình không có đi đâu hết. Hãy có trái sung, mình ăn trái sung, còn không có trái sung, mình ăn lá sung. Như vậy, cái người tri túc á, là họ suy xét cái vật thực để nuôi cái thân này. Bây giờ không có cái đồ đó, mình ăn cái đồ này, chứ còn không có bực bội khó. Còn cái người mà họ nói, thôi bây giờ đói quá thì ráng ăn cái này đi. Cái ráng ăn đó, nó không phải là tri túc đâu quý vị. Cái ráng ăn đó là cái đồ đó mình không thích bây giờ, nhưng mà bây giờ mình phải ăn đó. Vậy đó. Còn cái người tri túc đó, là họ nghĩ ở cái vật thực kia không có, bây giờ vật thực này để mình sống, mình tu tập như vậy đó, thì chúng ta gọi là tri túc. Chứ còn một cái người bất mãn, ví dụ như họ nói hay một cái người nó ông đó già thì cũng ăn đồ ngon, tôi nghèo rồi tôi ăn mấy đồ dở này, họ nói như vậy cũng chưa phải là họ tri túc đâu quý vị. Họ chưa phải là tri túc, đó là sự so sánh, nó cũng là tâm tham. Mình nãy chúng ta nghe nói cái tâm tham có cái ngã mạn đó. Bởi vì cái ngã mạn là cái đó so sánh bằng chính cách, hơn ỷ hơn, hoặc là hơn ỷ thua, bằng ỷ bằng ý hơn, bằng ỷ thua, thua ỷ thua, thua ỷ bằng, thua ỷ hơn. Nó có chính cái cách so sánh, mình so sánh như vậy đó, thì đó là cái tâm tham mà nó có cái so sự so sánh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người tri túc là họ phải có cái sự chánh niệm. Ví dụ như vị tỳ khưu đi bát có vật thực ngon thì mình ăn, không có vật thực ngon thì mình thấy bữa nay thậm chí quý vị biết rằng có nhiều nhiều vị mà tu thiền ở bên Miến Điện đó, họ đi bát không có gì đó thì họ múc nước vô bát đó, họ uống rồi họ đem lên trên hang họ ngồi tu thiền. Thì như vậy thì có thể mình hiểu rằng cái vị đó suy xét vật thực không có, bây giờ mình dùng nước cũng là vật thực để mình sống qua ngày, vì mình đói một bữa không chết nhưng mình khát mình sẽ chết. Nên vị đó có nghĩa là họ suy xét như vậy, là họ múc nước, họ uống, họ lên họ tu tập mới gọi là tri túc. Chứ còn nếu mình nói rằng bây giờ không có vật thực, mình ráng nuốt cái vật thực đó, mình nuốt mình khó chịu, nó cũng không phải là tri túc.
không phải là tri túc. Cái người tri túc là cái người đã biết đủ, biết đủ như vậy là mới gọi là tri túc. Thành ra khi mà chúng ta đó mà hiểu được cái trạng thái tâm của chúng ta đó, thì cái trạng thái tâm của chúng ta nó rất là tế nhị. Cái tế nhị đó, mà chính cái sự tế nhị đó nên đó, mình học mà thọ hỷ thọ xã hợp tài ly tào vô trợ hữu trợ, thì mình học hết cái đó, mình nó chi tiết, mình nắm hiểu được chi tiết đó, nó là một cái cách mình chỉ hiểu như vậy. Nhưng mà nếu mình so sánh đó, thì nó cũng có nhiều cái sự so sánh mà mình không hiểu đó, có thể từ cái tà kiến chứ không phải là cái ngã mạn. Nó có sự so sánh mà nhiều khi đó, mình chấp thủ trong danh sắc ngũ quẩn đó, mình nghĩ rằng tôi là sắc quẩn này kia nọ đó, nó thuộc về thân kiến, nó thuộc về tà kiến. Nhưng mà nếu mình so sánh, nó thuộc về ngã mạn chứ nó không phải là tà kiến. Nó khác nhau chỗ đôi điểm đó. Mà rất là tế nhị, rất là tế nhị. Mình cần phải hiểu biết sau mình khi mình suy xét cái chi pháp đó, thành ra Đức Phật với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh. Nên khi Ngài nói đến tám lâm tham đó, là Ngài nói đến tất cả cái tâm của chúng sanh, dù là trời, người, chư thiên, phàm, chưa có đoạn trừ phiền não, chưa có dứt trừ tâm tham đó, thì tám tâm tham thì ngự trị trong 31 cõi. Nên nó cũng là một điều mà nó tóm gọn, nhưng mà cần phải có sự suy nghĩ, mình căn cứ vào đó để mình lấy cái điểm, để cái điểm nương tựa vào cái bài học, để mình suy xét những cái trạng thái tâm. Thì con xin trả lời như vậy. Nếu còn chưa đủ thì thỉnh tượng tọa giác đẳng nói thêm, còn nếu không thì thỉnh tượng tọa tiếp tục điều hợp. Dạ, bây giờ thì con xin gửi mic cho tượng tọa. Sao thủ cái trường chư tọa phẩm đăng, chư tọa chư quyền, chư tọa có ở trước máy không? Nếu chư tọa chư quyền nghe được tính định, chư tọa chư quyền hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi chư tọa chư quyền, chư tọa có mặt ở trước máy không? Dạ, chư tọa chư quyền, chúng ta nói tà kiến là chỉ chấp sai, hiểu một cách đi sai với sự thật. Nhưng mà có nhiều điều trong đời sống, ví dụ như là buổi tối trời không đủ ánh sáng mà mình thấy con rắn mà mình tưởng là sợi dây, cái đó có gọi là tà kiến không? Tức là không phải chúng ta không biết con rắn, không phải chúng ta không biết sợi dây, nhưng mà nó chưa sự ngộ nhận con rắn là sợi dây, thì cái đó có gọi là tà kiến không? Cái thỉnh ý kiến của sư tọa thiền quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Vậy thầy để chúng nghe rõ. Cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng ta. Kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Tri, Cục Sư Nguyên Thông, Thân Chào Đức Tuệ Tri, Cục Sư Phật Tử. Câu hỏi rằng, hiểu sai ví dụ thấy con rắn mà tưởng là một sợi dây, đó là tà kiến chăng? Thì cái có hai cái sai nó khác. Cái sai hiểu về hiểu sai, và cái sai đó tức là cái sai lầm mà nó tà kiến, hay trong cái việc mình làm sai nó cũng chưa chắc là tà kiến, nhưng cái đó chỉ là cái sai, chứ đừng nói chi là thấy cái sợi dây mà tưởng là con rắn, hay là con rắn đó là con rắn mà tưởng là sợi dây thì cũng là sai. Sai với cái nhìn của mình thôi, với cái con mắt nhìn của mình và cái hiểu của mình như vậy thôi. Thì sai với cái con mắt mà hiểu cái mình, tức là do mình đó là con rắn mà mình không biết là con rắn, mình tưởng là sợi dây. Thì khi mình đụng vô con rắn nó cắn mình, cũng dường thấy ấy, thì kính thưa quý vị, cái đó chỉ là bằng mắt thấy, bằng cái tưởng tri nó bình thường. Do mình sợ rắn, mình thấy con dây. Có cái dây nó cũng là con rắn, hay hoặc là nó cái cung kinh cung chi điểu đó. Thế cành lá nó cong cong xíu con chim nó sợ bị bẫy một lần, nó sợ bị cong cong quẹo quẹo là nó sợ. Thì cũng như thế nào thì cũng như là cái mà chúng ta thấy cái con cái sợi dây, chúng ta tưởng là con rắn hay là chính con rắn mà chúng ta không biết đó, chúng ta tưởng là sợi dây bình thường thì do tâm tưởng của chúng ta nó bình thường. Ở đây nó cái tâm tưởng. Còn ngược lại cái tà kiến là một chuyện khác. Hoặc là thí dụ như chúng ta đi lầm đường, đi sai đường cũng là khác. Bởi chúng ta nhớ không rõ.
cho nên chúng ta đi sai đường. Chúng ta biết không rõ nên đi sai đường. Còn ở đây tà kiến là cái sự hiểu sai, sự suy nghĩ sai, sự chấp sai. Thí dụ như bây giờ mình tham, mình nghĩ rằng bây giờ mình của mình là của mình thì mình được xài, mình được ăn, mình được thích thú, thì đó chính là trong cái đó là có tham mà nó có tà kiến nữa ở trong đó nữa. Cũng như hay là cái tà kiến đây mình nghĩ rằng sẽ có một ông thần, ông thánh, ông này ông kia phù trợ mạng cho mình, độ mạng cho mình, mẹ độ cho mình, rồi mẹ cứu cho mình, hay hoặc là có thần linh thượng đế nào sẽ ban phước, sẽ giáng họa cho ta như thế này thế nọ, thì cái đó chính là một tà kiến. Một mặt khác nữa đó, tức là tà kiến đó chính là vì ấy không có suy nghĩ về cái nhân quả, không đưa đến cái nhân quả, không đưa đến cái điều đó là do nhân do duyên, mà người ta cứ nghĩ rằng trời ơi tôi xui quá, trời không thương tôi bị xui, của người nó có dép xung, con người mang cũng có dép, chứ đừng nói tôi dép, tôi cái số tôi nó phải bị như vậy, cái số đo của cái chân của cái dép, chứ đừng nói chi con người vân vân. Thì những cái đó chính là chúng ta đã hiểu lầm, chúng ta đã sai lầm, thì nó gọi là cái tà kiến. Thì cái tà kiến mà nhất là đặc biệt là mà cái tham tà kiến ấy, nó ghê lắm. Mà ngay cả cái chấp ấy, cái chấp hiểu sai, biết là sai, nhưng mà có cái gì đó nó cũng hơi á, thì cũng cái gì nó cũng còn cái tính chất của đó. Thí dụ bây giờ thấy cái đó nó là không đúng, nhưng điều nó cũng không sao, nhưng điều nó cũng không sao. Đấy là một cái biện luận đã sai mà còn biện luận chấp thêm cái sai nữa, vân vân. Thì phải nói rằng là về cái gọi là tà kiến ở đây là sự hiểu sai về nhân quả, hiểu sai về chân lý. Dù bây giờ khi nào đó là cái của mình đi, công sức mồ hôi nước mắt mình tạo ra, mình cho rằng đó là của mình thì cái đó là sai. Đó là con, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là anh, là chị, tất cả những tiền của tài sản, những gì mà ngoài thân của ta, ngay cả thân của chúng ta mà chấp ta cũng không có nữa mà. Thì đó chính chấp sai, tức chính vì cái sai đó. Nếu thân mình có, tại sao mình để cho nó già, mình để cho nó bệnh, để cho nó chết, để cho nó phải buồn? Thì đây là cái lời Phật đã dạy như vậy. Mà nếu nói là con ta, tài sản của ta, người ngu suy nghĩ quấy, thân mình còn không có, con đâu, tài sản đâu, thì cũng dường như thế. Thì cái chuyện tà kiến nó là như vậy đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình được xài, có tội lỗi gì đâu. Cái đó cũng là hiểu, trong cái đó có tội lỗi rồi. Đó là cái điều tham là sai, mà mình không biết đó là tội mà lại càng tội thêm. Còn vấn đề mà tưởng lầm, đi lầm đường, đi trật lối, rồi đi hoặc là tưởng lầm cái vật này, cái vật kia, thì cái đó không liên hệ đến cái chuyện mà tham, để mà đưa đến cái kết quả đau khổ, nó thuộc về cách không thuộc về tà kiến. Dạ, kính mời thành Phật. Đây là câu trả lời của chính con. Nếu có những gì cần bổ túc thì kính cung thành Phật có cùng với ngài Nam Mô Bổn Sư. Sau thuộc cái chuyện chuyện tòa chuyện quyền đại chúng pháp tính, để pháp tính có ở trước máy và nghe được không? Dạ. Đại chúng pháp tính chúng ta nói qua tâm hữu trợ và tâm vô trợ đó. Mình lấy một ví dụ là nó có trường hợp tên hôi của. Ví dụ như ở Việt Nam hồi xưa có trường hợp một chiếc xe bị lật, xe chở hàng bị lật. Thì có nhiều người ở trong xóm đó, họ rủ nhau đến đó để họ hôi của. Thì có người nghe người ta rủ, mình không đi. Thấy cái chuyện đó nó hơi vẻ rắc rối, nó phiền quá không đi. Nhưng người ta rủ riết rồi cũng đi. Dạ, rủ một hồi rồi cũng đi. Nhưng vừa đến nó thấy ở đó có nhiều đồ tốt quá thì nhanh chóng nhập cuộc vô là hôi của, lấy đồ, lấy những gì trong xe rất là bên ngoài. Thì trong trường hợp như vậy, người đó tham bằng tâm hữu trợ hay tâm vô trợ? Xin ý kiến của đại biểu pháp tính. Nam Mô Bổn Sư. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Thắng, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam chính nữ.
qua cái thí dụ của câu thảo lừng, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái vế đầu tiên đó, một người ban đầu muốn đi lấy hàng hóa, nhưng mà từ một cái chiếc xe bị tai nạn, nhưng mà sau nhưng người ta dạ để chúng tôi đọc kỹ là cái câu một người mà ban đầu không muốn đi lấy hàng hóa từ một chiếc xe bị tai nạn, nhưng sau nhiều người rủ rê thì cũng đi. Thì ở trong cái vế đầu này đó, thì chúng ta thấy rằng là cái sự mà mình không muốn đi mà nhiều người người ta rủ, nhiều người người này người kia rủ rê bằng cách này bằng cách kia, rồi lúc đó người đó đi, thì nếu mà ở trong cái đầu tiên này đó, thì quý vị thấy rằng là nếu mà cái sự đi của người đó, nó có tham nhưng mà do nhiều người người ta rủ mình đó, người ta cũng như là trợ giúp mình, giống như là suối vậy đó, rồi cái người đó mới quyết định đi. Vậy thì ở trong trường hợp này, nếu mà cái người đó tâm mà có tham thì gọi là tâm tham hỗ trợ. Còn khi mà đi đến rồi đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là người đó người ta nhìn cái những cái đồ ở trên cái hiện trường đó, ở trên cái hiện trường đó mà người ta thấy coi như là đồ đó đồ tốt, đồ đó cũng như là đồ nó có giá trị, thì người này nhanh chóng nhập cuộc. Thì trong cái trường hợp này là cái người đó là tâm tham mà vô trợ, quý vị. Tâm tham mà vô trợ có nghĩa là tại sao mà nói là mà vô trợ, quý vị. Có nhiều người ta nói là tại vì nếu mà nói như vậy đó thì tại người ta thấy cái hàng hóa đó nó tốt, đồ đó người ta tốt, thành ra đó người ta mới sanh lên cái tâm tham. Vậy thì do cái vật đó nó trợ. Cái trường hợp này nó không phải là như vậy. Cái trường hợp mà cái tâm tham mà nó hỗ trợ hoặc là nó vô trợ đó là như thế nào? Cái trường hợp mà vô trợ là khi mà mình thấy cái đầu đó là tự nhiên cái tâm mình nó dính mắc vô liền, nó dính mắc, nó cũng như là nó ham thích, muốn có được cái đầu đó, thì cái trường hợp đó gọi là tâm tham vô trợ, chứ không phải là do tại vì thấy cái đồ đó tốt hoặc là do người ta để hở gì hết. Cũng như có nhiều người người ta nói rằng là tại mình không có cẩn thận, thành ra đồ đạc mình cất nó không có kỹ, thành ra đó tạo cái tâm tham cho cái người ăn trộm. Cái điều đó nó không phải. Đồ của tôi để đó, thì cái người ta tham, người ta sanh ra cái trộm cắp, chứ đâu phải là tại mình. Cũng như ở trong chùa, quý vị biết rằng có nhiều khi người ta nói rằng là tại vì chùa mình nó làm coi như là không có đóng cửa, rồi nhiều khi trái cây người ta cúng rồi để đó là không có chịu dọn dẹp, thành ra mình tạo cái tâm tham cho cái người ăn trộm. Thật sự ra đó, tại sao mà những người Phật tử, những người người ta có tín tâm, người ta đi đến, người ta thấy ở trên bàn Phật có bông hoa nhang đèn, hoa quả trang nghiêm, người ta nhìn thấy trang nghiêm rồi tâm người ta phát sanh lên cái tâm thiện đó. Còn cái người này tại sao mà đi vào ở trong chùa mà nhìn bàn thờ của người ta có trái cây bông hoa nhang đèn được trang hoàng vậy, rồi mình sanh lên cái tâm ăn trộm mà mình nói rằng là tại vì chùa người ta để hở đó, thành ra mình thấy cái điều này nó nghịch lý. Thành ra ở trong cái câu này đó, có nhiều người ta nói rằng là tại vì thấy những cái thứ đó nó có giá trị, tôi biết cái giá trị đó, thành ra tôi sanh lên cái tâm tham đó, thành ra nói là
cái tâm tham này là hỗ trợ, do cái vật đó nó trợ giúp sanh lên cái tâm tham, thành ra gọi là cái tâm tham hỗ trợ. Cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó không phải vì tâm tham mà hỗ trợ là như thế nào. Có nghĩa là thí dụ như có những người người ta xúi mình lấy đi lấy đi cái đó được đó, mà mình chần chừ, mình chần chừ, mình không có chịu lấy, rồi người ta xúi người ta xúi mình một hai lần nữa, rồi lúc đó đó rồi mình thực hiện cái sự lấy đồ đó thì mới gọi là cái tâm tham hỗ trợ. Còn cái tâm tham mà bây giờ mà mình tự nhiên mình đi đến đó mình thấy đồ người ta để hở, cái bắt đầu là mình ngửa tay, cái bắt đầu là mình quơ đi, mình thấy đồ người ta rớt xuống mà nó tốt, cái mình thấy vậy cái mình quơ đi, mình cấp của người ta. Đó là cái đó là đâu có ai trợ giúp mình, không có ai xúi, mà cũng không có cái sự suy nghĩ một hồi lâu nữa. Vì có những người á, quý vị biết không, cũng như là thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta người nhà người ta bị bệnh, thí dụ như là mẹ của người ta bị bệnh đi, mà bây giờ á, là phải bắt cái con vật đó, cũng như là có những người mà người ta nấu những cái loại cháo mà cháo cua đồng, nấu cháo rồi bỏ cua đồng vô để trị những cái bệnh mà đau nhức đầu hay đau nhức lưng gì đó quý vị. Đó, rồi có những người người ta nghĩ như vậy đó, bây giờ mình làm vậy thì sát sanh, mà không sát sanh thì sao mà mình cho mẹ mình ăn được cái món này để dứt trừ cái sự đau đầu hay là đau lỗ tai hay là đau lưng. Đó thì người ta suy nghĩ, người ta cũng sợ về nhân quả, rồi một phần thì là một cái vật ân nhân của mình đó, người ta nhọc nhằn qua như vậy, qua lại rồi người ta mới thực hiện cái sự lấy đó hay là cái sự giết đó, thì lúc đó mới gọi là cái sự trợ. Còn cái này mình làm cái ào, mình đi đến mình thấy vậy, mình làm cái ào, đi đến mình thấy vậy cái mình làm cái ào, thì như vậy đó là coi như là tâm tham mà nó thuộc về vô trợ, nó không có cái gì trợ giúp, nó cũng không có cái sự mà suy nghĩ lặp đi lặp lại rồi sau đó mới quyết định rồi trộm cắp. Thành ra đó, ở trong cái trường hợp đó gọi là cái tâm tham mà nó vô trợ. Còn như ở lúc đầu á, nếu mà cái người đó không muốn đi nhưng mà người ta xúi, người ta kêu mình đi này kia đó, rồi người ta nói ra nói vô như vậy đó, riết rồi mình mới chấp nhận mình đi, thì như vậy á, thí dụ như trong khi đi mà có tham thì cái đó gọi là tham mà thuộc về mà hỗ trợ. Còn đối với mà khi mà mình thấy cái món hàng hóa đó mà mình lấy đi một cách lẫn như là vừa gặp là mình đã nhanh chóng nhập cuộc vào để trong đó lấy rồi, thì đó là tâm tham vô trợ. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua cái câu thảo luận số 3. Bây giờ thì con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thủ cái rừng đại chúng tôi, bạch chi tôn đức và thưa quý Phật tử, trước khi mà đi đến sang phần tiếp theo thì chúng tôi muốn được hỏi quý Phật tử, và nếu được chư tăng cố có thể cho quý ý kiến là hôm nay chúng ta học tới bài số 17 rồi của giáo trình Thánh Pháp A Tỳ Đàm. Không biết là ở trong giáo trình này chúng ta đi có quá nhanh không? Xin chư tăng và quý Phật tử hoan hỷ cho biết ý kiến. Quý vị biết là khi mà chúng tôi soạn giáo trình này thì một điều mà chúng tôi rất là cân nhắc là làm thế nào mà cái ưu tiên là sao quý vị có thể hiểu được. Bởi vì vấn đề thường trong tháng học và Abhidhamma mà nhiều Phật tử khó khăn là ở trong một bài học mà chúng ta phải học quá nhiều. Và ví dụ quý vị thấy rằng chúng tôi nói tâm dục giới một bài, tâm bất thiện một bài, tâm tham một bài, chứ không còn. Nhưng mà cho đến giờ thì quý vị có thể cho chúng tôi biết rằng
với cái bài học, những bài học vừa qua chúng ta đi như vậy, chúng ta có đi quá quá chậm hay là quá nhanh không? Dạ. Vâng, dạ, cảm ơn được Hữu Pháp Lữ. Dạ, quý vị cảm thấy là đi hơi như thế ở trong quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ, để chúng ta thấy là vừa. Dạ, dạ vâng. Dạ. Thế vậy thì chúng ta cứ tiếp tục. Dạ, chúng ta cứ tiếp tục điều này. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhắc lại quý Phật tử là giáo trình này soạn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Abhidhamma của quý Phật tử. Và do vậy, nếu trong lúc mà soạn giáo trình hay giảng giải mà quý vị cảm thấy rằng điều nào đó nó có vẻ hơi mau quá, hơi khó hiểu quá, thì xin quý vị quan hệ cho biết. Dạ, chúng tôi rất là mong, dạ, chúng tôi rất là mong để lắng nghe ý kiến quý vị và để cải thiện lại. Tại vì quý vị dạy Abhidhamma trên Internet không phải chuyện dễ, nhưng mà may là hôm nay chúng ta có được cái phương tiện thì tốt, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng để đi theo cái mức độ mà tương đối là có thể hiểu được. Thì tòa Pháp Tân hay Thượng Tọa có mặt còn ở trước máy không? Hình như Thượng Tọa Pháp Tân không có mặt ở trước máy. Thượng Tọa Pháp Đăng ơi, Thượng Tọa Tuệ Quyền ấy, Thượng Tọa Tuệ Quyền có còn ở trước máy không? Dạ, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Quan Hỷ, Thượng Tọa nói thêm cho một ít về đoạn này. Dạ, đoạn này khi nãy giảng đó là định là có Thượng Tọa Tuệ Siêu, thành ra ba phần này để Thượng Tọa, nhưng mà Thượng Tọa Tuệ Siêu rời rung sống đó. Thì bây giờ để thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng và Tọa Tuệ Quyền như để Pháp Tính, mỗi vị Quan Hỷ giảng một chút. Thứ nhất là xin Thượng Tọa Pháp Đăng Quan Hỷ giải thích thêm sự khác biệt giữa hai từ vựng tham và ái và lô phá và tanh tha. Tại vì có nhiều trường hợp đó mình thấy ái là một ái chính là thuộc tánh tham, nhưng mà có những trường hợp mà tham ái không thể dẫn giống nhau được, thì Thượng Tọa Quan Hỷ giải thích rõ cái ý nghĩa sự khác biệt giữa hai từ vựng. Kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng, và sau đó thì thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng thêm một câu khác. Kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Hello. Hai cái từ vựng tham là lô phá và ái là tanh ha. Thì nếu mình nói rằng bởi vì khi mình nói đến tham á, tham là một cái trạng thái dính mắc cái đối tượng. Và ái cũng là cái trạng thái chính mắc đối tượng. Nhưng mà thường thường á, mình nói rằng tham á, chỉ là bởi vì cái nào mà nó có cái tính chất mà nó, bởi vì ái mạnh á, thì thành thủ. Tham là trạng thái chỉ là ưa thích thôi, nhưng mà nó để mà nó dính mắc á, thì nó gọi là có thủ trong đó. Nên hễ mà có thủ đó thì nó sẽ đưa đến hữu. Nhưng mà nếu tham đó nó chưa có được thực hiện đó, tham đó chỉ là một cái ví dụ về chúng ta thấy rằng cái người tham đó, ví dụ như nhiều khi mình thấy ví dụ một cái câu chuyện, ví dụ như là cái vị sa di đó mà
mà ưa thích cái món cà ri. Bây giờ mình thấy món cà ri thì bị này khởi lên cái tâm tâm tham, muốn ăn được cái món cà ri đó. Thì chúng ta thấy tham là như vậy, nhưng mà hễ mà ái á, thì nó có thể mình nói là nó có thể mạnh hơn, nhưng mà hai cái phần này đó nó rất là tế nhị quý vị. Nếu rất là tế nhị, bởi vì khi mà nói tham á, là nó chỉ bám vào cái đối tượng, nhưng mà ái á, mà nó dạng như là dính mắc vào cái đối tượng, nó dính mắc vào cái đối tượng, nó có thể dính mắc vào cái đối tượng đó. Nên thường thường mình nói rằng một cái người mà cái thường thường cái tâm tham á, chỉ là một cái trạng thái tâm thích cái cảnh đó thôi. Nhưng mà nhiều khi đó, ái đó là một cái trạng thái nó quá mạnh mẽ. Ví dụ mình nói, ví dụ mình nói một câu chuyện là cái người con trai đó của cái người nông dân đó, và cái người nông dân này vào làm vườn của cho đức vua, thì cứ dẫn người con trai. Khi người con trai đó thấy thấy cái cô công chúa đó thì khởi lên cái lòng thương yêu, thương yêu. Nhưng mà khi bị về bị sầu não đó thì mới người người cha hỏi ra, thì người con trai ấy nói rằng nếu mà con không được cái cô đó thì con sẽ chết. Thì cái người cha đó là nói rằng chắc là con phải chết thôi. Thì chúng ta hiểu rằng á, ái đó nó có thể nhiều mạnh đó, nó có thể có sự thủ trong đó. Nó có thủ trong đó, nhưng mà có nhiều khi tham á, nó chỉ là cái sự thích vậy thôi, thích thích một cái cách thích như vậy thôi. Thành ra nếu mà nói về cái phần mà nó có cái tính chất, nó có tính chất mà ái mạnh là thành thủ, nhưng mà tham chỉ nói đến cái trạng thái nó chỉ mắt nhìn cái cảnh sắc đẹp thôi, ví dụ mình nhìn thấy vậy thôi. Chứ còn cái người mà ái á, thì họ phải có cái đó, có cái đó. Còn tham á, chỉ là bắt vào cái cảnh đó thôi. Nhưng mà thể có thể là nó không có mạnh mẽ. Nhưng mà nhìn vào hai cái chi pháp này đó, thì thật sự ra thì nếu mà nhìn vào hai cái chi pháp này trong bản niêu đó, ví dụ mình nói rằng nhân tham hay là căn tham á, là chỉ cho sở hữu tham, hay là ái đó là cũng chỉ cho cái sở hữu tham. Cái sở hữu tham nó hợp trong tám tâm tham. Nhưng mà cái khi mà nói đến cái nó có sự dính, nó có sự dính mắc, thì nó sẽ mạnh mẽ hơn cái trạng thái mà nó không có dính mắc. Bởi vì tham nó cũng chia ra là mình thấy rằng tham chỉ là tham mà tham hợp tà. Bởi vì tham và tham hợp tà, tham và so sánh là tham ngã mạn. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng nó cũng là cái tham, nhưng mà nó có tính chất là nó nặng nề hơn, mình gọi là ái. Ái là nghĩa là mình không thể nào mà thiếu nó được. Tham có thể sanh khởi, nhưng mà mình có thể qua được. Nhưng mà khi ái ấy, thì nó quá mạnh. Ái có nghĩa là nó quá mạnh. Như vậy á, thì nếu mà phân biệt theo cái phần mà nó cái từ vựng á, thì hai nếu mà nó phân biệt về chi pháp á, thì ha, dù ái hay là tham nó cũng chỉ là cái sở hữu tham thôi, sở hữu tham. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta thấy rằng tuy rằng á, chúng ta vẫn nghe những cái bài kệ mà dùng cái từ tham mà hay là sân hay si, nhưng mà nói đến cái nhân mà nhân tham. Bởi vì cái sở hữu mình nói rằng căn tham á, là chính là mình nói đến cái sở hữu tham, hợp trong tám tâm tham. Nhưng mà khi mình nói đến tính chất của tâm tham á, thì mình thấy cái tâm tham nó chia ra hợp tà, ly tà, vô trợ, hữu trợ, thọ hỷ, thọ xả. Nên khi mình nói cái tính chất mà mình phân biệt á, thì cái tính chất hai cái vấn đề này nó cũng có tính chất là bám vào cảnh. Nhưng một cái trạng thái bám vào cảnh mà theo thập nhị nhân duyên gọi là có ái mạnh thành thủ á, thì nó lại là một cái tính chất, nó có cái tà kiến trong đó. Nó có cái tà kiến trong đó, nó có thể là mình gọi là tâm tham, gọi là tâm tham tà kiến đó.
nó có sự cái sự quyết liệt ở trong đó. Rồi nếu mà tâm tham kia đó, bởi vì chúng ta thấy cái tâm tham mà nó ở trong cái tham ly tà thì vị a la hàm vẫn còn. Mà cái tham kia nó chỉ là như thế nào? Ví dụ như nói rằng ta nói rằng ủa cái anh đi máy bay nào? Mình nói máy bay đến máy bay của tôi đó. Thì thật sự ra mình chỉ mua cái vé máy bay mình bay thôi, nhưng mà khi mình người ta hỏi mình đó, thì mình nói như vậy. Nhưng mà cái này đó mình nói cái máy bay của tôi thì đó cũng là một cái trạng thái, một cái trạng thái tham. Nhưng mà cái tham này đó cái tham này nó không phải là cái tham tà kiến mà chính mắt vào đó. Ví dụ mình nó hỏi xe anh đâu, thì nó cái chiếc xe số 57 đó, xe của tôi đó, tôi đi xe đó. Thì nói như vậy đó, mình chỉ có cái là mình, nếu mình hiểu sâu xa đó thì cái điều đó là đúng. Điều đó mình nói với người ta, mình đi chiếc xe nào thì nói tôi đi xe đó. Nó chỉ là vậy thôi, chứ còn không có phải là nó nặng nề. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái tham mà bị A-la-hàm vẫn còn, nó là cái tham đi tà. Nó không có tà kiến, nhưng mà cái tham mà hợp tà đó, nó mạnh mẽ hơn. Thì chính khi mình nói đến ái á, sanh ra sầu bi ái, sanh sợ hãi đó, ai dứt trừ tham ái đâu sầu không sợ hãi đó, thì cái nghĩa là cái ái này đó, nó mạnh mẽ hơn, nó mạnh mẽ hơn. Thì theo con hiểu thì con xin nói như vậy, mà không biết là cái đúng cái ý của Thượng Tọa hay không. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phân biệt ra cái tham nào mà có tà kiến á, thì cái tham đó nó có thể mạnh giống như ái vậy. Mà cái tham nó chỉ cái tham thôi, thì cái tham đó có thể là nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn cái ái. Nhưng mà nó nhìn chung vào á, thì cái từ ngữ đó chỉ cho tám tâm tham á, là chỉ cho tám tâm tham hết, là nói đến tính chất là tám tâm tham luôn, chứ không có nói đến một cái tâm nào. Vì cái tham là gì? Cái trạng thái dính cảnh thôi, bám vào cảnh thôi. Ví dụ mình tham vào cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay cảnh pháp đó, thì mình gọi chung là tham, là nó bám vào cảnh. Nhưng mà ái á, thì tính chất nó cũng nặng nề hơn. Nếu mình nghĩ rằng ái mà có thủ đó thì nó sẽ nặng nề hơn. Thì theo con thì con xin chia sẻ như vậy, không biết có đúng ý với Thượng Tọa hay không. Bây giờ thì con xin gửi mic lại. Sao thuộc cái trường thì không cần. Thưa tôi, Thưa Quyền, Thưa tôi có nghe được không? Nếu Thưa tôi, Thưa Quyền nghe được xin thỉnh, Thưa tôi hoan nghị trả lời cho câu thảo luận số 5. Một lần nữa, dạ. Thưa tôi, Thưa Quyền, ở trong cuộc đời này, chúng ta hay nghĩ rằng người có tham là người đòi hỏi cuộc sống phải xa xỉ, phải đầy đủ, phải giàu có, phải hay là màu mè v.v. Và cái người ngược lại điều đó thì mình nghĩ là người đỡ tham. Nhưng mà bây giờ lấy ví dụ như vậy là một cái người mà nhà cửa họ thích trồng bông hoa, họ thích trang trí đẹp á, thì cái đó là tham. Nhưng bây giờ một người thích nhà cửa giản dị, trang trí rất là nhã, không có màu mè nhiều, hay là họ cuộc sống họ không có thích, bây giờ bỏ họ buông căn nhà mà có sang trọng họ khó chịu, mà họ thích ở chỗ tầm thường thôi, thì cái thích cái tầm thường mà không thích cái sang trọng đó, nó có gọi tâm tham hay không, hay là nó đối ngược lại với tâm tham? Cái thì ý kiến của sư đoàn. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ. Chúng con kính lễ đến nha Chư Tăng và quý thường cũng như Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái câu hỏi này thì chúng ta thấy tất cả hai người chưa biết hai tham là ai đâu. Chưa biết đơn giản mà nó nguyên thâm mà ghê gớm, mà không có giận ầm ầm đùng đùng tưởng người ta, không có sân không có hận, nhưng người ta đâm chúng ta chết không biết lúc nào. Thấy người ta chửi mắng ầm ầm đùng 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 như vậy, nhưng sự thực ra chút xíu không có gì hết. Cũng vậy, một người mà nhiều khi chúng ta thấy sặc sỡ màu mè nhà cửa, hoặc là trang điểm dêm dúa như vậy, hay hoặc là họ thích những cái gì vào nóng nhiệt, chúng ta cho là chính là người đó tham. Còn một người ngược lại, một người thì thích một cái sự đơn giản, thích một cái sự nhẹ nhàng,
cả hai cái trạng thái nó đều có cái tham, và cái tham mà nó thể hiện thì nó hơi thô tháo. Chứ còn sự thật ra chúng ta biết là cái tham này có gì chứ nó cũng có thể diệt nó dễ dàng hơn, hơn là cái tham mà nó bây giờ người ta thích sống một cảnh yên tĩnh, thích sống một mình, chưa chắc là người đó lại là cái người ly tham, mà tại vì họ yêu chuộng cái trạng thái như thế. Một cái vũ trường thật sự là ồn ào náo nhiệt, chúng ta coi thấy chúng ta thấy khủng khiếp. Nhưng điều ở một cái một quán cà phê, nghe nhạc hòa tấu, nghe nhạc thính phòng, chưa biết cái cấp độ dính mắt, cái cấp độ mà cái nào nó hơn cái nào. Mà chúng ta biết ngày hôm nay có những cái mà thí dụ như nhiều khi chúng ta cũng nhân danh công lý quá đáng, tức là chúng ta nói trà đạo, nước bóng từ bi gọi kêu trà đạo, coi như che cho nó nghe, coi như có cái gì đạo đạo, một vài câu kinh, một vài cái câu thơ, rồi ao hồ, cây cối gì đó đơn giản. Nhưng coi chừng đó là một sự dính mắt lớn, chứ không phải là một chuyện bình thường, một chuyện đơn giản đâu. Bởi vì trạng thái của tâm, tức là ly tham, rời bỏ cái cảnh dục. Cái cảnh dục cao cấp và cảnh dục nó thô tháo, cả hai cảnh dục này cũng đồng đưa đến đau khổ hết. Tức cảnh dục mà nó hiện ra cái cảnh rõ ràng, cảnh dục nó hiện ra cái cảnh nhẹ nhàng, êm ái lạ nước. Mà chúng ta gọi là cái duyên á, cái đó cái duyên đó, đó. Cái duyên ái đó, đó nó hết sức là nguy hiểm, chứ không phải là chúng ta biết nhìn một người sống động thì chúng ta thấy sợ. Nhưng cái sợ á, người đó thể hiện ra rồi chúng ta thấy được. Còn dò sông dò biển dễ dò, nào ấy biết thước mà đó là người, những người này đo không được, đo không có được. Lúc nào cũng cười hết, lúc nào cũng ok hết, lúc nào cũng được hết tất cả, nhưng cuối cùng chúng ta không được gì hết. Chúng ta phải chờ, chúng ta phải đợi, chúng ta phải đủ thứ đủ chuyện hết. Còn ngược lại cái ông mà nói nhiệt yes no được hay không là chúng ta biết cái sự phản ứng từ đầu, hay là họ tranh họ giành thì họ đó, chúng ta thấy họ đó nhường cho ta, hay hoặc họ đã được rồi. Còn người thứ hai nữa, tuy là không tranh giành, họ không có tham, nhưng cuối cùng chúng ta đi đến độ cuối cùng chúng ta thấy họ, mà thấy họ còn nhận về, họ trở về trước mình. Cho nên vì vậy hỏi rằng người nào tham hơn người nào, chính mắt nhiều hơn. Ở đây cái sự đơn giản nó cũng là cái tham, chính là nói đến cái sự dính mắt. Mà dính mắt này nó cao cấp lắm, nó cao cấp vô cùng. Ở trong cuộc đời này chúng ta cũng trả giá hết sức nhiều trong cái sự thâm trầm của những người từng trải, của những người đầy kinh nghiệm và lão luyện. Chúng ta không thể đọc được cái ý của người, chúng ta không hiểu được cái tâm của người thể hiện. Thì đây chính là cái điều mà gọi là tại sao mà đơn giản như vậy nhưng cũng vẫn là tham. Mà sự thật ra chúng tôi xin cảnh báo, đơn giản mà không có giản đơn như chúng ta nghĩ đâu. Thì cầu mong những người ít có cái chạy theo cái cảnh sắc á, thì họ chạy theo cái tâm hồn của họ. Nếu quay về tâm hồn của họ mà hướng thiện để ly tham thì điều này tốt. Nhưng họ bị dính mắc, chúng ta nên coi chừng. Và chúng ta cần phải tránh né những cái tinh thần như thế. Thì các bạch thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chính con. Nếu có gì cần bổ túc cho kính cung thượng tọa Nam Mô Bổn Thầy nhé. Sao chú kính trường thượng tọa Thế Quyền, chúng tôi từng nói làm chúng tôi nhớ rằng thỉnh thoảng chúng tôi có đi chung xe với nhiều vị thầy. Có một lần một vị hòa thượng than phiền với chúng tôi rằng, và từng có hai ông đệ tử, một ông đi ăn chỗ nào mà không có rau luộc thì cảm thấy rất là phiền, và ông cứ nhắc đi nhắc lại là tại sao không có rau luộc. Và không, ông đệ tử khác á, đó là lời của hòa thượng nói, ông chỉ muốn thích mì gói,
cao lương mỹ vị không bằng mì gói, đi đâu phải có mì gói, và nếu không có trong túi phải đủ cái sạn mì gói. Thì hòa thượng mới than phiền nói rằng dù rằng chỉ đặt nặng rau luộc mà mì gói trên đó nó cũng là cái tham chấp. Thì chúng ta mới nghe cũng kỳ, nhưng mà thật ra không hẳn là một người thích ăn rau luộc thôi mà không thích ăn những thứ khác là người không có tham đâu. Đôi khi người ta cho gì về ăn đó thì bình thường, nhưng mà nếu người ta không dọn rau luộc mà mình thấy có vấn đề thì thực ra thì mình có vấn đề thật. Như lời Hòa thượng dạy. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Xin kính chân chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng. Đến đây quý ngài thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú lành thai. Con Phong Lan đại chúng thay mặt đại chúng trong room. Con Phong Lan thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý ớp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, kính cảm ơn quý sĩ đã cho biết cái tín hiệu ạ. Yang kimchi kusala kamang kapa pagiriya mamakaye na vaja manasa vidase sukatang katang yeta pasanyino atiye yasata asanyino katang bunya palang mayan sabi pagi pawantute yetang katang suwitang gendang bunya palang mayan yetata Anacanan ti deva dan toa hiwe kayum sape lokam hiye sata jiwanta arane duka manunyam pojanan sape lapan tumangaki tanpati. Con xin hồi hướng phước lành nàng các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ăn tròn phần phước chiếm cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúng hòa vị nhân sapang subang kalang kakan tu sapa devata sapa buta lupa wena soti hontu niron darang utu sapang subang kalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa wena soti hontu niron darang utu sapang subang kalang kakan tu sapa devata sapa sangha rupa vena soti hondu niron sarang viên công đức đáng
cảnh giác. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.